255 lượt xem mà chỉ một người chỉ ra chỗ sai trong video. Cảm ơn bạn nha. Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 113. Dương Bách Xuyên nghe chuột hoàng tím nói xong, trong lòng vô cùng chấn động. Lời nói của nàng ta tiết lộ ba thông tin. Một, theo lời nàng ta thì một thời đại là 60 vạn năm, tức là nàng ta sống lại sau 60 vạn năm. Hai, thời đại trước nàng ta sánh ngang với tiên tôn tiên giới. Dương Bách Xuyên từng nghe sư phụ nói tiên tôn là nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp của tiên giới. Mặc dù Dương Bách Xuyên không biết tiên tôn tiên giới mạnh cỡ nào, nhưng chắc chắn là nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Không ngờ kiếp trước chuột hoàng tím lại ngang ngửa tiên tôn. Thông tin thứ ba cũng là điểm quan trọng nhất. Theo lời chuột hoàng tím thì nàng ta niết bàn trùng sinh bị Dương Bách Xuyên cắt ngang, tương đương bán thành phẩm chưa niết bàn thành công, vì vậy tuy hiện giờ nàng ta đã xuất thế nhưng tu vi đã giảm đáng kể. Nhưng cho dù vậy thực lực vẫn mạnh hơn chuột vương. Nói cách khác, thực lực của chuột hoàng tím nằm trong khoảng tôn vương đại viên mãn đến thiên yêu, ở tu chân giới cũng được tính là cao thủ. Cấp bậc thiên yêu của yêu tộc tương đương cảnh giới phi thăng của nhân tộc. Không thể khinh thường. Do đó, Dương Bách Xuyên rất vui khi thu phục được hai đại yêu. Hơn nữa, chuột vương còn là vua của tộc chuột yêu ngũ hành. Chưa nói đến những cái khác, chỉ riêng thu phục được chuột vương đã chẳng khác nào nắm giữ tình hình của dãy núi Vạn Yêu và Thái Hoang. Chuyện này vô cùng quan trọng đối với kế hoạch tiếp theo của hắn. Hắn vẫn luôn muốn thu phục các yêu vương lớn nhỏ ở dãy núi Vạn Yêu để thành lập thế lực của mình. Nhưng từ khi hắn mở yêu y quán ở thành Vạn Yêu, chỉ có những yêu quái nhỏ đến khám bệnh, không có yêu vương thống lĩnh một ngọn núi nào cả. Mà thu phục tiểu yêu thì không có tác dụng lớn với Dương Bách Xuyên. Hắn vẫn luôn khó hiểu tại sao yêu y quán khai trương nửa năm mà không có yêu vương nào đến khám bệnh, không tìm được cơ hội. Hắn muốn tìm hiểu tin tức, nhưng đến giờ vẫn không nghe ngóng được gì ở thành Vạn Yêu chứ đừng nói chi đến cả dãy núi Vạn Yêu bên ngoài thành Vạn Yêu. Mà bây giờ hắn đã thu phục được chuột vương kẻ đứng đầu tộc chuột được gọi là chuột vương ngũ hành Thái Hoang. Như vậy là hắn đã có hệ thống tình báo, chỉ cần sai chuột vương ngũ hành đi nghe ngóng tình hình của các yêu vương, đến lúc đó hắn sẽ dựa vào tin tức tình báo để thu phục yêu vương độc chiếm các núi. Dương Bách Xuyên trầm tư một lúc, sau đó hỏi chuột vương, người nói cụ thể xem diện tích phân bố của tộc chuột yêu ngũ hành các ngươi ở Thái Hoang là bao nhiêu. Hiện tại chuột vương cực kỳ thành thật. Nghe Dương Bách Xuyên hỏi, lão ta vội vàng trả lời với dáng vẻ hơi mất tự nhiên, bẩm chủ nhân, tính ra thì diện tích phân bố của tộc ta là khu ngoại vực Thái Hoang, nhưng chủ yếu là giới hạn ở dãy núi Vạn Yêu, không thể nào tiếp xúc với một số nơi. Khụ khụ, dù sao ở Thái Hoang cũng có nhiều tộc khác không kém gì tộc ta. Con cháu tộc ta đào hang xây đường hầm cũng phải suy xét, có một số nơi không thể động đến. Khu vực bức xạ mạnh nhất là dãy núi Vạn Yêu. Còn ngoại vực Thái Hoang thì nơi tộc ta chạm đến không lớn lắm. Dương Bách Xuyên trợn trừng mắt, vậy là lúc trước ngươi nói với ta cái gì mà tộc các ngươi phân bố ở cả trong lẫn ngoài Thái Hoang, thậm chí khắp tu chân giới là chém gió hả? Chuột vương ngượng chín mặt, đúng là lão ta chém gió đấy. Lúc này, tử hoàng chỉ hận rèn sắt không thành thép, không ngờ đám con cháu bất hiếu các ngươi lại hèn yếu đến vậy. Hồi bản vương còn sống. Tuy không thể nói diện tích phân bố dưới lòng đất của tộc chuột ngũ hành ở khắp tam giới, nhưng cũng không kém lắm. Không ngờ đến thế hệ các ngươi thì ngay cả tu chân giới cũng không có năng lực phân bố, không chỉ có đầu rụt cổ ở Thái Hoang mà ngay cả ngoại vực Thái Hoang cũng không chạm vào được, đúng là bất tài. Bị tử hoàng mắng thẳng mặt, chuột vương vô cùng lúng túng. Lão ta nhỏ giọng cãi lại, tổ bà, ngài không thể nói như vậy được. Hiện tại cách thời gian ngài thống trị những một thời đại. 60 vạn năm đã trôi qua, huyết mạch của con cháu tộc ta ngày càng sa sút, rất nhiều thần thông truyền thừa đứt đoạn, tộc ta chưa tuyệt chủng đã là tốt lắm rồi. Tộc ta vẫn luôn tự hào về sức mạnh của huyết thống ngũ hành, nhưng rất nhiều truyền thừa đứt đoạn và thần thông pháp môn thức tỉnh huyết mạch càng ngày càng ít dẫn tới huyết mạch của chuột vương thời đại này cao nhất cũng chỉ là 4 huyết mạch trong ngũ hành, không thể thức tỉnh huyết mạch ngũ hành hoàn chỉnh, không thể phát huy được sức mạnh của huyết mạch ngũ hành cường đại. Chưa nói tới đám con cháu bình thường. Hiện tại 89 phần 10 con cháu tộc ta chỉ có một loại huyết mạch trong ngũ hành, có 2 đến 3 loại huyết mạch đã là thiên phú cao rồi. Do đó, tộc ta suy yếu, có đầu rụt cổ trong dãy núi Vạn Yêu cũng không thể trách ta. Hừ, ngươi là vua một tộc,
tộc ta suy yếu không trách ngươi, chả lẽ lại trách tiền bối các đời trước. Tất cả là do ngươi bất tài. Tử Hoàng thẳng thừng khiển trách Chuột Vương. Chuột Vương nổi giận vì bị Tử Hoàng cấp bậc cụ bà mắng là bất tài. Nhờ có Dương Bách Xuyên cho uống nước sinh mệnh nên huyết mạch của lão ta đã tiến hóa thành huyết mạch ngũ hành sơ kỳ, lá gan cũng lớn hơn. Bị Tử Hoàng mắng, lão ta bực bội đáp trả, nếu không phải tổ tiên các đời trước mang hết bí pháp thức tỉnh huyết mạch vào mộ, thì tộc ta sẽ không ra nông nỗi này, muốn trách thì phải trách đám tổ tiên các ngươi. Ngươi, Tử Hoàng giận dữ. Chuột Vương rụt cổ, trốn ra sau lưng Dương Bách Xuyên theo bản năng. Tuy lão ta mạnh miệng nhưng cũng biết cả hai đều mang huyết mạch ngũ hành nhưng thực lực chênh lệch một trời một vực, Chuột Vương biết Tử Hoàng trừng trị mình dễ như trở bàn tay. Dương Bách Xuyên nghe hai người cãi nhau cũng dở khóc dở cười. Thấy bọn họ sắp đánh nhau, hắn vươn tay ngăn cản, thôi, đừng ầm ĩ nữa, ta có việc muốn nói. Dương Bách Xuyên vừa lên tiếng, Tử Hoàng và Chuột Vương lập tức tắt lửa giận, đồng thanh nói, xin chủ nhân thứ lỗi. Hai người đều biết cho dù hiện tại bọn họ là vương hay hoàng thì cũng phải nghe lời Dương Bách Xuyên, bởi vì Dương Bách Xuyên là chủ nhân khống chế sự sống chết của bọn họ. Tất nhiên là bọn họ không dám khinh suất. Nghe đây, từ hôm nay trở đi Chuột Vương hãy thu thập và sắp xếp mọi tin tức về các yêu vương lớn nhỏ ở các ngọn núi thuộc dãy núi Vạn Yêu. Mỗi ngọn núi có bao nhiêu yêu tộc, tu vi thực lực thế nào, bản thể của yêu vương là gì, môi trường địa lý. Phải liệt kê thật chi tiết. Nhất là bốn đại yêu tôn chiếm giữ đông, tây, nam, bắc dãy núi Vạn Yêu. Còn nữa, hãy tìm hiểu tường tận thông tin về tộc Long Chủng Thanh Ngưu, bao gồm tình hình của bảo tàng của tộc Thanh Ngưu và các tộc nhân bị giam giữ. Bọn họ bị giam ở đâu, có ai trông coi hay không? Ta muốn biết toàn bộ. Ngoài ra, ta cần mọi thông tin về những nơi tộc chuột yêu ngũ hành các ngươi có thể tiếp xúc bên ngoài dãy núi Vạn Yêu. Trọng điểm của thông tin tình báo này nhằm vào 6 thánh địa lớn là Thánh địa Vạn Linh, Thông Thiên Cung, Thần Phù Linh Tông, U Linh Chi Đô, Bách Luyện Sơn Trang, Thiên Kiếm Sơn. Ta muốn các ngươi theo dõi gắt gao hành tung của 6 thánh địa này. Không khó phải không? Dương Bách Xuyên thẳng thừng ra lệnh cho Chuột Vương. Bẩm chủ nhân, thu thập tin tức không khó, dù sao con cháu tộc ta có thể đi lại dưới lòng đất, còn các yêu tộc khác thì sống trên mặt đất. Các yêu tộc khác còn dễ tìm hiểu. Với bản lĩnh và thủ đoạn của con cháu tộc ta sẽ khó bị phát hiện. Nhưng ở địa bàn của bốn yêu tôn và những yêu vương có thiên phú cực cao thì rất khó thăm dò. Bởi vì lòng đất dưới ngọn núi của bọn họ có trận pháp mạnh bảo hộ, một khi con cháu tộc ta chạm vào sẽ bị phản phệ nghiêm trọng, vì vậy sẽ mất thời gian để nghe ngóng tin tức. Còn đám nhân tộc khiến chủ nhân lo lắng thì ta biết đấy. Cao thủ của 6 thánh địa lớn vẫn luôn canh chừng bên ngoài dãy núi Vạn Yêu, hình như là chờ chủ nhân ra ngoài. Đã hơn nửa năm rồi mà bọn họ vẫn không rời đi, coi bộ muốn chờ chủ nhân dài dài. Chuột Vương nói xong, Dương Bách Xuyên nhíu mày. Nhưng ngẫm lại thì Chuột Vương nói cũng đúng, dù sao tộc chuột yêu ngũ hành cũng sinh sống dưới lòng đất, một số đại yêu biết dưới lòng đất có chuột yêu thì tất nhiên sẽ có biện pháp phòng ngự. Điều này hết sức bình thường. Hắn suy nghĩ giây lát rồi nói, vậy trước tiên ngươi hãy bắt đầu từ những yêu vương dễ ra tay, đối tượng khó nhằn thì cứ từ từ điều tra. Còn 6 thánh địa lớn thì tiếp tục theo dõi gắt gao, đừng manh động. Chuột Vương khom lưng đáp, chủ nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ nhanh chóng huy động tộc nhân tìm hiểu tin tức về các thế lực yêu vương ở dãy núi Vạn Yêu, lúc cần thiết thuộc hạ sẽ đích thân ra tay. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ ý hài lòng với câu trả lời của Chuột Vương. Lúc này, Tử Hoàng lên tiếng, chủ nhân, thuộc hạ muốn truyền thụ một số bí pháp nâng cao huyết mạch của tộc ta. Chỉ cần sức mạnh huyết mạch của tộc nhân tăng cao thì có thể phục vụ hết mình cho chủ nhân. Được chứ, thế này nhé, người truyền thụ xong thì cùng ta quay về thành Vạn Yêu, Chuột Vương ở lại sắp xếp các thông tin về yêu vương ở dãy núi Vạn Yêu cho ta, có tình huống gì xảy ra thì phải báo cáo kịp thời. Dương Bách Xuyên quyết định trở về thành Vạn Yêu, hắn dẫn theo Tử Hoàng là bởi vì hắn biết Tử Hoàng không đơn giản, giữ lại bên cạnh mình thì yên tâm hơn, và lại nàng ta có thể trở thành trợ thủ của mình. Dương Bách Xuyên không nán lại tộc chuột ngũ hành lâu, bởi vì nhóm Lục Yên Chi vẫn đang ở yêu y quán thành Vạn Yêu chờ hắn. Trước khi đi hắn đã dặn dò họ là nếu trong nửa năm hắn không trở về thì phải nghĩ cách chạy trốn. Mà bây giờ chuyến đi tộc chuột ngũ hành lần này đã chuyển nguy thành an, còn thu hoạch được một niềm vui bất ngờ, những gì cần giao phó hắn đều giao phó cả rồi, đã đến lúc trở về. Thế giới dưới lòng đất tuy tốt nhưng hắn không thích môi trường tối tăm không có ánh sáng mặt trời này.
Thậm chí Dương Bách Xuyên cũng không thích sống trong Thái Hoang bởi vì Thái Hoang không có sự thay đổi ngày đêm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng tình thế bắt buộc, hắn không thể không tiếp tục sinh sống ở thành Vạn Yêu. Vì vậy, cần phải nhanh chóng thúc đẩy kế hoạch thu phục các yêu vương dãy núi Vạn Yêu. Hiện tại hắn đã thu phục được chuột vương, có tộc chuột yêu ngũ hành hỗ trợ tìm hiểu tin tức thì hắn sẽ có thêm nhiều tai mắt ở dãy núi Vạn Yêu, kế hoạch thu phục các yêu vương dãy núi Vạn Yêu sẽ bắt đầu. Sau khi thu phục được thế lực của các yêu vương dãy núi Vạn Yêu, hắn sẽ ra khỏi dãy núi Vạn Yêu đối đầu với mấy thánh địa. Có bảy yêu dãy núi Vạn Yêu làm cơ sở, hắn sẽ từng bước thực hiện kế hoạch tạo dựng một thế lực hùng mạnh không thua gì chín thánh địa lớn, thậm chí còn mạnh hơn chín thánh địa lớn. Đến lúc đó, cho dù không xưng bá tu chân giới thì ít nhất người thân bạn bè của hắn cũng được yên ổn. Mặt khác, ba đồ đệ khác của sư phụ đều có sự nghiệp riêng, hắn không muốn mình là đồ đệ kém cỏi nhất trong nhóm đồ đệ của sư phụ. Đương nhiên đây là tính toán trong đầu hắn, nhưng cũng là một bước quan trọng trên con đường cầu đạo. Thông qua những lần tiếp xúc với thế lực mấy thánh địa lớn, Dương Bách Xuyên hiểu ra một điều, muốn lăn lộn ở tu chân giới, người không chỉ cần tu vi thực lực mạnh mà còn phải có một thế lực cường đại thì người khác mới không dám tùy tiện bắt nạt ngươi. Nếu không, ở tu chân giới ngươi chỉ là một con kiến có chút thực lực mà thôi. Rốt cuộc thì hiện giờ hành trình tới tộc chuột yêu ngũ hành đã có một mở đầu. Chuột vương đích thân tiễn chủ nhân Dương Bách Xuyên rời đi. Truyền tống trận đưa Dương Bách Xuyên đến thẳng bên ngoài thành Vạn Yêu. Hơn nữa, chuột vương hứa hẹn 10 ngày sau lão ta sẽ sắp xếp thỏa đáng toàn bộ thông tin về các yêu vương dãy núi Vạn Yêu rồi gửi tới thành Vạn Yêu cho Dương Bách Xuyên. Đương nhiên tộc chuột ngũ hành không biết chuột vương đã bị Dương Bách Xuyên thu phục, Dương Bách Xuyên cũng không muốn ai khác trong tộc chuột ngũ hành biết chuyện này. Nhưng sau này khó tránh khỏi phải tiếp xúc với Dương Bách Xuyên. Cho nên chuột vương tạo cho Dương Bách Xuyên một thân phận đặc biệt trong tộc chuột yêu ngũ hành. Đó là thân phận quốc sư của tộc chuột ngũ hành, địa vị tương đương chuột vương, như vậy thì sau này Dương Bách Xuyên mới dễ dàng sai phái tộc chuột. Tộc chuột ngũ hành có truyền thừa văn minh riêng, có thành trì vương cung, có đại tướng chấn giữ các nơi, không khác gì một quốc gia nhân tộc. Do đó, chuột vương có lệnh sắc phong cho Dương Bách Xuyên làm quốc sư của tộc chuột ngũ hành cũng hợp lý. Địa vị tương đương với chuột vương. Quyền lực rất lớn, có thể sai phái tộc chuột ngũ hành, như vậy là đủ rồi. Dương Bách Xuyên rất hài lòng với sự sắp xếp này của chuột vương. Lúc đến hắn chỉ có một mình, được hai tiểu yêu tộc chuột ngũ hành dẫn đường. Lúc đi hắn mang theo một chuột hoàng, trên đầu còn có hào quang quốc sư của tộc chuột ngũ hành, còn được chuột vương đích thân tiễn tới tận lối ra dưới lòng đất bên ngoài thành Vạn Yêu. Sau khi tới nơi, chuột vương nói, chủ nhân, ta không vào thành Vạn Yêu đâu. Thật ra giữa các thế lực lớn ở dãy núi Vạn Yêu cũng có quy tắc ngầm, đó là không ai được thâm nhập địa bàn của ai. Thành Vạn Yêu là địa bàn của bốn yêu tôn Đông Nam Tây Bắc, thuộc hạ biết bốn người này, tất cả đều là cấp bậc tôn vương đại viên mãn. Nếu ta tự ý xuất hiện ở thành Vạn Yêu thì không chừng sẽ khiến bốn yêu tôn đoán giả đoán non, dẫn tới rắc rối không cần thiết. Đây cũng là lý do tộc nhân chúng ta không đào hầm trong thành Vạn Yêu mà chỉ đào đến bên ngoài thành Vạn Yêu. À đúng rồi chủ nhân, đây là pháp khí ngũ hành địa thính của tộc chuột ngũ hành. Sau này chủ nhân chỉ cần cắm nó xuống đất rồi thôi động chân nguyên là có thể triệu hoán tộc nhân tộc chuột ngũ hành ở khu vực xung quanh, tất cả mọi người sẽ nghe theo sự sai bảo của chủ nhân. Nói xong chuột vương lấy ra một pháp khí giống cái loa. Lúc cầm trong tay nó chỉ to bằng lòng bàn tay, nhưng sau khi thôi động chân nguyên nó lại dài ra một mét. Khi cắm đầu nhọn xuống đất. Bản thân Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được trong lòng đất có từng vòng sóng rung rung giống như khuếch âm, chắc là triệu hoán mà chuột vương nói tới. Được, ta nhận, ngươi về đi, nhớ thu thập tin tức về các yêu vương dãy núi Vạn Yêu nhé. Dương Bách Xuyên nhận pháp khí địa thính, đồng thời nói với chuột vương. Cung tiễn chủ nhân, cung tiễn tổ bà. Chuột vương khom lưng chào tạm biệt Dương Bách Xuyên và chuột hoàng tím. Tiếp theo, Dương Bách Xuyên dẫn theo chuột hoàng tím. Hoặc có thể gọi nàng ta là tử hoàng, hai người ra khỏi hầm ngầm, nhưng lại phát hiện thấy mình từ trong một gốc cây lớn đi ra, sau đó hầm ngầm khép lại. Quả nhiên bọn họ đi thêm một đoạn nữa là đến thành Vạn Yêu. Khi vào thành, Dương Bách Xuyên còn lo lắng tử hoàng không có yêu điệp. Bấy giờ hắn mới nhớ ra chuyện này, lòng hơi lo lắng. Có yêu điệp chứng minh thân phận thì mới được vào thành Vạn Yêu.
Ban đầu Dương Bách Xuyên còn nghĩ nếu không vào được thì nghĩ cách báo cho Xuyên Sơn Giáp đến xử lý chuyện Yêu Điệp, nhưng nào ngờ Dương Bách Xuyên xuất hiện ở cổng thành lại gây ra náo động lớn. Từ xa đã có người hét lên, thần y về rồi. Là thần y trở về. Tốt quá, thần y về rồi, ca ca nhà ta được cứu rồi. Thần y. Những lời chào hỏi ân cần đầy kính trọng vang lên, trong đó có cả thủ vệ gác cổng thành. Dương Bách Xuyên không ngờ mình rời đi 3 tháng mà dân chúng trong thành Vạn Yêu lại chào đón mình như vậy. Hắn ngẫm nghĩ một lúc liền biết tại sao lại thế. Chưa kể những người khác, trong các thủ vệ gác cổng thành có yêu quái từng được hắn chữa trị, vì vậy bọn họ đều ghi nhớ điểm tốt của hắn. Rất nhiều yêu quái biết vị thần y là hắn đi xa chữa bệnh cho người ta, ai ai cũng mong hắn về sớm chút. Dù sao ngày nào thành Vạn Yêu cũng có yêu quái đánh nhau giết chóc, cũng có những yêu quái ra khỏi thành sông vào nơi nguy hiểm để thu thập thiên tài địa bảo, không tránh khỏi bị thương. Trước kia thành Vạn Yêu không có y tu, từ khi Dương Bách Xuyên mở yêu y quán Vân Môn ở thành Vạn Yêu có thể nói là tạo phúc cho đám yêu quái trong thành Vạn Yêu. Nghe thấy những lời chào hỏi đầy kính trọng, Dương Bách Xuyên đột nhiên có chút cảm ngộ. Hắn biết tu đạo tu y đạo là một đại đạo trong thiên hạ. Y đạo chữa bệnh tích đức làm việc thiện không chỉ thể hiện ở nhân tộc. Vạn linh trên thế gian chỉ cần có linh trí thì đều là sinh linh, hắn chữa bệnh cho yêu quái cũng là làm việc thiện đúng lẽ trời. Điều này không chỉ thể hiện ở yêu tộc, mà đạo hành thiện cũng ứng với yêu tộc. Trong những lời chào hỏi đầy kính trọng này có tiểu yêu tu vi thấp hơn hắn, cũng có đại yêu tu vi cao hơn hắn, tu vi cao thấp khác biệt nhưng chung một tiếng lòng. Dương Bách Xuyên biết con đường này mình đã đi đúng rồi. Thật không ngờ bất chi bất giác hắn đã tích lũy danh tiếng tốt như vậy ở thành Vạn Yêu. Hắn thầm nghĩ, cứ cái đà này thì cho dù không mượn sức tộc chuột ngũ hành, không lợi dụng sức mạnh của nước sinh mệnh, thì mình cũng nhận được sự ủng hộ của lượng lớn yêu tộc. Nếu có người gây sự với mình, chắc hẳn sẽ có yêu tộc giúp mình nhỉ. Sau khi chào hỏi từng người xong, Dương Bách Xuyên vào thành. Có một thủ vệ muốn kiểm tra yêu điệp thân phận của Dương Bách Xuyên nhưng bị một trong số các tướng lĩnh tát thẳng tay. Tức giận mắng, hắc điểu, người kiểm tra cái rắm, ai mà chẳng biết vị này là thần y của thành Vạn Yêu chúng ta. Sau này thằng nhãi nhà ngươi phải sáng mắt lên, nhớ cho kỹ vào, sau này thần y ra vào thành ngươi không được kiểm tra nghe chưa. Nói không chừng một ngày nào đó thằng nhãi nhà ngươi bị thương cần thần y cứu chữa đấy, ngươi chẳng có mắt nhìn gì cả. Sau khi tên tướng lĩnh này trách mắng tên tiểu yêu chịu oan ức, hắn ta cười làm lành nói với Dương Bách Xuyên, thần y đừng để bụng nhé. Tên tiểu yêu này mới tới vài ngày nên không nhận ra thần y. Mời thần y vào thành. Dương Bách Xuyên khẽ mỉm cười, không sao không sao, các ngươi cũng chỉ làm tròn chức trách thôi mà. Hắn vừa nói vừa lấy yêu điệp của mình ra, nhưng tên tướng lĩnh kia vội vàng ngăn cản, thật sự không cần kiểm tra đâu thần y. Người khác thì phải kiểm tra, riêng ngài thì không cần. Lần trước huynh đệ nhà ta chúng độc được thần y cứu, tiểu yêu còn chưa kịp cảm ơn. Thế thì không hay lắm đâu. Ta còn có một dược đồng nữa. Tên họ Dương nào đó giả vờ giả vịt nhìn sang Tử Hoàng. Tên tướng lĩnh liếc nhìn Tử Hoàng bên cạnh Dương Bách Xuyên, là một tiểu nữ yêu 10 mấy tuổi, và lại Dương Bách Xuyên nói là dược đồng. Hắn ta liên tục xua tay bảo tên họ Dương nào đó và Tử Hoàng vào thành, không cần kiểm tra. Nhờ đó, Tử Hoàng không có yêu điệp nhưng vẫn vào thành suôn sẻ. Hiện tại Dương Bách Xuyên đã được trải nghiệm lợi ích của thân phận y sư. Hắn thầm quyết định sau này phải chữa bệnh nhiều hơn mới được, tích lũy danh tiếng cũng là một phần thực lực. Dương Bách Xuyên thuận lợi trở về, cuối cùng Vân Môn Yêu Y Quán và đám người Lục Yên Chi cũng có thể yên tâm, tất cả mọi người ăn mừng một phen, hôm sau, Dương Bách Xuyên bắt đầu khám bệnh lại cho yêu quái. Bởi vì Dương Bách Xuyên rời đi 3 tháng, những yêu tới xem bệnh trước đó dồn lại ngày càng nhiều. Dương Bách Xuyên không nghỉ ngơi một tuần mới có thể khám xong 7-8 phần bệnh nhân ở yêu y quán, hắn thở phào một hơi. Cuối cùng, khoảng thời gian tiếp theo đã có thể khôi phục lại bình thường, dựa theo lệ cũ, nếu không có trường hợp cần cứu gấp thì phải xếp hàng, mỗi ngày có quá nhiều yêu bệnh đợi khám, Dương Bách Xuyên đã tăng lên 100 yêu quái. Dù là như vậy thì yêu quái tới đây xem bệnh cũng ngày càng nhiều, sau khi danh tiếng thần y truyền ra, đầu tiên là lấy thành Vạn Yêu làm trung tâm, sau đó không ngừng lan ra. Bắt đầu từ mấy trăm dặm tới mấy ngàn dặm, tiếp theo là vạn dặm. Có yêu quái không ngại xa xôi vạn dặm đến đây tìm Dương Bách Xuyên xem bệnh. Liên tiếp mấy ngày, cho dù Dương Bách Xuyên có là tu chân giả thì cũng không tránh được mệt mỏi.
Thế nên hắn quyết định chuẩn bị thu vài yêu tộc làm đệ tử, giúp hắn san sẻ, không giải quyết được bệnh hóc búa nhưng những vấn đề nhỏ thì vẫn có thể. Nếu không thì hắn muốn xem bệnh cho tất cả yêu quái, quả thật là chỉ có thể phân thân, dù là bệnh nhẹ hay nặng đều cần hắn đích thân xem khám. Hắn đã từng nghĩ để Lục Yên Chi, Thanh Ngưu, Thú Ngũ Hành, thậm chí là Hùng Bất Nhị và Xuyên Sơn Giáp, truyền dạy cho bọn họ y thuật, nhưng cái này còn phải dựa vào thiên phú và hứng thú của mỗi người. Điều khiến hắn buồn bực là, mấy người này không ai yêu thích y đạo, thậm chí là còn không hiểu rõ. Dương Bách Xuyên chỉ đành từ bỏ, hắn thu nhận thêm Tử Hoàng có thể giúp hắn chút việc, dù sao Tử Hoàng chính là cường giả thời đại trước, hơn nữa còn là cường giả có thể so ngang với cấp bậc tiên tôn của tiên giới. Mặc dù chưa từng nghiên cứu y đạo, cũng vì Niết Bàn thất bại, tu vi cảnh giới giảm mạnh chẳng khác nào tu luyện lại từ đầu, nhưng ánh mắt của Tử Hoàng lại không tầm thường, có thể giúp hắn giải quyết những bệnh vặt. Nhưng dù vậy thì vẫn không đủ, từ sáng tới tối hai người bọn họ đều kiệt sức. Dương Bách Xuyên biết nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không được, thế nên hắn chuẩn bị thu thêm mấy đệ tử học chuyên y đạo cho Yêu Y Quán, giúp hắn xem bệnh. Đương nhiên, đệ tử của Yêu Y Quán không được xem là đệ tử chính thức của hắn, chỉ có thể xem như đệ tử y đạo, giống với đệ tử truyền thừa Độc Cô Hối, Vương Tông Nhân, Võ Kiếm. Nhưng mà Dương Bách Xuyên nghĩ, nếu như có tư chất không tệ, cũng không phải không thể cân nhắc sau này thu nhận làm đệ tử truyền thừa. Sau khi Dương Bách Xuyên để Hùng Bất Nhị thông báo tin tức này ra ngoài, toàn bộ thành Vạn Yêu đều chấn động. Hắn cũng không tùy tiện nhận đệ tử cho Yêu Y Quán, dĩ nhiên là có điều kiện. Đầu tiên là thế hệ thanh niên yêu tộc, phải có niềm yêu thích với y đạo. Thứ hai là có thể phân biệt ít nhất 1.000 loại linh dược. Thứ ba, tu vi không được thấp hơn độ kiếp sơ kỳ. Thứ tư là phải nghe lời. Dương Bách Xuyên đưa ra 10 điều kiện, tất cả đều do Thanh Ngưu và Hùng Bất Nhị kiểm định hoàn thành. Sau khi thông qua, tới cuối cùng có thể trở thành đệ tử của Yêu Y Quán hay không thì sẽ do Dương Bách Xuyên quyết định. Những điều kiện này được áp dụng cho toàn bộ dãy núi Vạn Yêu, không phân biệt huyết thống địa vị, tất cả đều bình đẳng như nhau. Thật ra, đẳng cấp tôn ti ở yêu tộc còn nghiêm ngặt hơn cả nhân tộc. Vậy nên khi Dương Bách Xuyên công bố tin tức này đã khiến tất cả mọi người ở dãy núi Vạn Yêu khen ngợi. Cho dù là nhân tộc hay yêu tộc thì truyền thừa vẫn luôn là vấn đề rất được coi trọng. Dương Bách Xuyên mở quán thu nhận đệ tử, coi như là để truyền thừa của mình lan rộng ra ngoài. Đối với yêu tộc vẫn luôn ít ỏi về mặt y đạo mà nói thì chuyện này sẽ góp công đức rất lớn. Ở bất kỳ nơi nào, tu sĩ y đạo đều có địa vị được tôn sùng. Toàn bộ yêu tộc sôi sục. Yêu tộc lớn nhỏ ở dãy núi Vạn Sơn, ai lại không hy vọng hậu bối của mình sẽ xuất hiện một yêu am hiểu y đạo. Thế là một cuộc cạnh tranh khốc liệt bắt đầu. Cánh cửa của Yêu Y Quán đều bị đập phá, các thế lực lớn ở yêu tộc, ai cũng sợ hậu bối nhà mình không được chọn, cho nên vô hình tạo thành một quy tắc ngầm. Những yêu tộc tới đây báo danh không dám tìm thẳng Dương Bách Xuyên, nhưng có thể tìm những người khác ở Yêu Y Quán, đặc biệt là người phụ trách tuyển người, Thanh Ngưu và Hùng Bất Nhị. Hai bọn họ là đối tượng trọng điểm được tìm đến. Mật ngọt chết ruồi. Ngay cả Thú Ngũ Hành, Đá Đả Tiên và đám Trồn Nhi cũng bị yêu tộc dùng yêu tinh tệ, thậm chí là thiên tài địa bảo thượng phẩm để mua chuộc, chỉ để báo danh. Sau khi kết thúc báo danh ngày thứ nhất, đám Thanh Ngưu tìm Dương Bách Xuyên hỏi xem nên xử lý tình huống này thế nào. Lần này, câu trả lời của Dương Bách Xuyên là, mặc dù chúng ta mở quán là để trị bệnh cứu yêu, nhưng cũng cần phải tốn tiền, thế nên chỉ cần điều kiện phù hợp thì đều thu nhận, về phần đút lót bọn họ cho các ngươi, ha ha, cứ thu hết đi. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải nói cho họ biết, nhận lễ vật cũng không bảo đảm sẽ trở thành đệ tử của Yêu Y Quán, còn phải phù hợp với điều kiện thì mới được, hiểu chưa? Đã rõ. Ánh mắt ai nấy đều sáng lên, thiên tài địa bảo, có tu sĩ nào mà không vui vẻ nhận lấy. Thế nhưng ngay sau đó, Dương Bách Xuyên lại thản nhiên nói, thu được thiên tài địa bảo thì nộp lên trước, ta đi làm từ thiện. Một câu nói đã cắt đứt tất cả suy nghĩ của mọi người. Chấm. Tuyển người tiếp tục được tiến hành, ngoại trừ phí ghi danh là 100 yêu tinh tệ thượng phẩm, số thiên tài địa bảo mà đám Thanh Ngưu thu được mỗi ngày đều chất như núi. Điều này khiến Dương Bách Xuyên cười vui sướng tới chảy cả nước miếng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sau khi thu nhận xong đệ tử cho Yêu Y Quán, hắn sẽ có một khoản tiền không chính đáng to lớn, đủ cho hắn thành lập cả một thế lực. Chí ít thì tài chính sẽ không thiếu. Bất cứ một thế lực nào muốn khai tông lập phái, tiền tài vật chất là thứ không thể thiếu, nếu không thì sẽ không thể vận hành,
điểm này thì tu chân giới hay thế tục đều sẽ như vậy. Ngày thứ 10 sau khi Dương Bách Xuyên trở về từ tộc chuột yêu ngũ hành, chuột vương cho người đưa tới tin tức tình báo của các yêu vương. Vẫn là huynh muội nhà chuột bạch, chuột kim, khác với lúc trước, lần này huynh muội bọn họ nhìn thấy Dương Bách Xuyên thì cúi đầu bái lạy, thuộc hạ bái kiến quốc sư, phụng mệnh chuột vương, ta tới đưa mật thư cho quốc sư. Hiện tại, bên ngoài thì Dương Bách Xuyên chính là quốc sư của tộc chuột yêu ngũ hành được chuột vương đích thân hạ lệnh sắc phong, địa vị cùng cấp bậc với chuột vương. Trông thấy quốc sư như trông thấy chuột vương, tộc nhân đều phải hành lễ. Đương nhiên nói là mật thư nhưng cụ thể là thứ gì thì huynh muội chuột bạch, chuột kim cũng không biết. Tin tức về các yêu vương mà chuột vương điều tra, Dương Bách Xuyên đã dặn chuột vương không được phao tin, tiến hành trong bí mật. Các ngươi cực khổ rồi, đứng dậy đi. Dương Bách Xuyên nhận lấy miếng ngọc giản, tỏ ý bảo hai huynh muội đứng dậy. Tạ quốc sư, thạch đầu dẫn họ đi nghỉ ngơi. Dương Bách Xuyên dặn dò đá đả tiên một tiếng, hắn cầm ngọc giản rồi đi ra hậu đường xem thử. Hắn biết, bên trong ngọc giản là tin tức về các thế lực yêu vương ở dãy núi Vạn Sơn mà chuột vương thu thập được. Đến hậu đường, Dương Bách Xuyên mở phong ấn trên ngọc giản, hắn rót chân khí lên. Giây sau, ngọc giản phát ra ánh sáng, hắn phát hiện một tia thần hồn của chuột vương, đây là thủ đoạn bí pháp cao nhất của ngọc giản lưu trữ thông tin. Ngọc giản dùng để chứa đựng tin tức. Loại thứ nhất là ghi chép bằng chữ, sau khi mở ngọc giản thì tin tức sẽ hóa thành văn tự thần hồn rồi chui vào trong não bộ. Loại thứ hai là phóng ra hư ảnh, giống như quay video. Loại thứ ba chính là trực tiếp ghi lại ấn ký thần hồn, có thể là một luồng thần hồn trực tiếp phong ấn bên trong ngọc giản, giống như hội nghị trực tuyến. Chuột vương sử dụng loại thứ ba. Sau khi ánh sáng lóe ra chuột vương xuất hiện, trông thấy Dương Bách Xuyên. Chuột vương khom người nói, thuộc hạ bái kiến chủ nhân. Miễn lễ, nói luôn tin tức mà người thu thập được. Dương Bách Xuyên phất tay. Chuột vương cung kính nói, đã rõ thưa chủ nhân, là như vậy, toàn bộ dãy núi Vạn Yêu chia làm ba hướng thế lực lớn, đầu tiên là liên minh của 108 tiểu yêu vương, tiếp theo là 72 đại yêu vương, cuối cùng là thế lực của tứ đại yêu tôn ở bốn huyền âm Đông, Tây, Nam, Bắc. Về cơ bản thì giống như cái lò ba chân. Đứng sau cùng chính là thế lực mạnh nhất. Các thế lực ở ba hướng lớn này hoạt động độc lập, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ đoàn kết đối phó với thế giới bên ngoài, trong đó 108 tiểu yêu vương có vẻ yếu hơn về thế lực, nhưng thuộc hạ yêu quái lại nhiều nhất. 108 tiểu yêu vương này đều là tôn vương sơ kỳ, mỗi yêu vương quản ít thì mấy trăm, nhiều thì mấy nghìn, mấy vạn yêu chúng, bởi vì tu vi của họ đều là tôn vương sơ kỳ nên được gọi là tiểu yêu vương. Để chống lại hai bên thế lực nuốt chửng, thế nên mới hợp thành liên minh 108 yêu vương. Dương Bách Xuyên gật đầu nói, ừ, yêu tộc có ý thức rất mạnh về lãnh thổ, liên minh giữa 108 tiểu yêu vương là để tránh bị chiếm đoạt, đây cũng là chuyện bình thường, nhưng mà 108 yêu vương có tu vi tôn vương sơ kỳ, liên hợp lại cũng không hề kém, tình huống bên phía 72 đại yêu vương kia thế nào. Thần hồn của chuột vương gật đầu rồi nói tiếp, 72 đại yêu vương. Tu vi thấp nhất trong số họ cũng là tôn vương trung kỳ, thậm chí còn có cả tôn vương cấp cao, nhưng số lượng không nhiều, bọn họ cũng liên minh lại với nhau, tương đối mà nói thì thuộc hạ, yêu chúng sẽ ít hơn, thực lực không tầm thường. 72 đại yêu vương cũng không phải dạng qua loa, mỗi người họ ít nhiều gì cũng sẽ có thiên phú thần thông. Cũng được coi như yêu tộc cao cấp ở dãy núi Vạn Yêu, hơn nữa, đại yêu tôn của bốn phương Đông, Tây, Nam. Bắc thật ra là yêu tộc bật lên từ trong 72 đại yêu vương. Đại yêu vương đứng đầu sẽ thăng cấp lên, cuối cùng tự mình trở thành bá chủ một phương của dãy núi Vạn Yêu, thực lực của tứ đại yêu tôn đều là tôn vương đại viên mãn, bốn bọn họ tự lập ra phe phái của riêng mình, trên mặt nổi thì họ là những thế lực riêng biệt, nhưng ra thật ra, nếu một ngày 108 tiểu yêu vương hay là 72 đại yêu vương gây ra mối đe dọa, tứ đại yêu tôn sẽ liên hợp lại để đối phó với bên ngoài. Trên danh nghĩa, tứ đại yêu tôn thống lĩnh bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc của dãy núi Vạn Yêu, thật ra, bọn họ và 108 tiểu yêu vương, 72 đại yêu vương ở trong trạng thái thế chân vạc. Kế hoạch thu phục lần lượt các yêu vương, thuộc hạ kiến nghị nên bắt đầu từ 108 tiểu yêu vương, nhưng mà nói thì dễ nhưng làm lại rất khó, bởi vì từ trước tới nay, thế chân vạc khiến cho cả ba thế lực đều rất nhạy cảm. Các tiểu yêu vương, thậm chí là tứ đại yêu tôn đều đề phòng nghiêm ngặt thuộc hạ của mình, cho dù có tới đó thì cũng không dễ,
hơn nữa mỗi một yêu vương đều núp sâu bên trong hang ổ, không hề ra khỏi núi, khó có cơ hội ra tay, chúng ta phải nghĩ cách mới được. Nói tới đây, Chuột Vương im lặng. Nhưng mà, Dương Bách Xuyên biết Chuột Vương còn có lời muốn nói, hắn nhíu mày, muốn nói gì thì nói đi, hay ngươi có chủ ý gì? Chuột Vương cười ngượng ngùng, thuộc hạ có một cách, nhưng mà hơi nguy hiểm, nói ra sợ là chủ nhân sẽ trách phạt. Cho ngươi nói, thứ cho ngươi vô tội. Dương Bách Xuyên trừng mắt nói. Chuột Vương rụt cổ, vội vàng nói, vâng, vâng, thuộc hạ nói cho chủ nhân nghe đây, thật ra, cách này rất đơn giản và thô bạo, khiêu chiến từ tiểu yêu vương có thế lực yếu nhất, đánh chiếm từng thế lực một. Nếu như làm theo cách thu phục trước kia của chủ nhân, độ khó quá lớn, mỗi một khu vực của yêu vương đều được canh phòng rất nghiêm ngặt, không dễ tiếp cận, nhưng nếu đi khiêu khiến thì lại khác. Quy tắc khiêu chiến của dãy núi Vạn Yêu chính là, chỉ cần yêu quái có thực lực, nếu như muốn làm yêu vương thì có thể khiêu chiến với bất cứ yêu vương nào, từ tiểu yêu vương tới đại yêu vương, thậm chí còn có thể khiêu chiến với tứ đại yêu tôn. Cuối cùng trở thành yêu vương một phương, con đường này rất tàn khốc cũng rất khó khăn, không làm được thì sẽ mất mạng. Nhưng đây cũng là con đường quang minh chính đại duy nhất ở dãy núi Vạn Yêu. Bất cứ một thế lực yêu vương nào khi có người chính thức phát động khiêu chiến thì đều phải ra ứng chiến, nếu như không ứng chiến thì sẽ bị tất cả yêu chúng ở dãy núi Vạn Yêu xem thường, bởi vậy bọn họ đều tiếp nhận thách đấu. Chuột Vương nói xong cũng không dám nhìn Dương Bách Xuyên, ánh mắt không ngừng né tránh, quả thật cách này giống như đang bẫy người khác, khiêu chiến yêu vương của dãy núi Vạn Yêu. Đâu có dễ khiêu chiến như vậy. Đâu có hạng yêu nào đơn giản mà được xưng là yêu vương một phương. Dương Bách Xuyên nghe Chuột Vương nói, nếu như không phải hắn cảm nhận được Chuột Vương không hề có ý xấu, Dương Bách Xuyên cũng sẽ tin là con hàng này đang bẫy hắn. Nhưng hắn để Chuột Vương nói, đương nhiên sẽ không trách Chuột Vương, hơn nữa cách này nhất định có ích, vậy nên Dương Bách Xuyên hỏi, nếu khua chiêng phát động khiêu chiến, thắng thua sẽ có kết quả như thế nào? Chuột Vương do dự rồi nói, thật ra cũng rất đơn giản, nếu khiêu chiến thắng thì sẽ thay thế yêu vương thất bại, trở thành yêu vương mới. Hơn nữa thuộc hạ của yêu vương ban đầu cũng sẽ đi theo yêu vương mới, bởi vì mọi người cho rằng, yêu vương mới này có thực lực mạnh hơn, có thể đánh thắng được yêu vương cũ, chứng minh vương mới này có tiềm lực, tiền đồ rộng mở. Thế nên đa phần là sẽ không phản đối, giống như là sẽ quản lý thế lực của yêu vương. Còn khi khiêu chiến thất bại, chỉ có hai con đường, một là bị giết chết, hai là yêu vương nhân từ, không giết người khiêu chiến, nhưng sẽ yêu cầu phải lập lời thề thần phục vĩnh viễn. Dương Bách Xuyên vừa nghe đã hiểu, Chuột Vương đã cho hắn biết lợi và hại của khiêu chiến. Ngẫm nghĩ một lúc, thật ra phương pháp này với hắn mà nói, sau khi khiêu chiến thắng thì hiệu quả rất rõ rệt. Nếu như hắn dùng nước sinh mệnh để thu phục yêu vương thì cũng chỉ là thu phục, khắc chế được một yêu, mặc dù là kiểm soát yêu vương đầu đàn thì đã có thể lấy được thuộc hạ, tiểu yêu cấp dưới, nhưng dù vậy thì cũng không mấy hiệu quả, nếu yêu vương bị hắn khống chế chết đi. Vậy thì những tiểu yêu kia cũng sẽ giải tán. Dùng cách khiêu chiến như Chuột Vương nói thì kết quả lại khác hoàn toàn, nghĩ mà xem, nếu như hắn khiêu chiến thành công một yêu vương, hắn sẽ lấy được sự thuần phục của tất cả thuộc hạ, tiểu yêu của thế lực đó, đây là uy danh dùng thực lực lấy được, cho dù yêu vương cũng có chết đi thì thế lực kia vẫn sẽ thừa nhận hắn. Thật ra thì phương pháp này rất tốt, nếu như sau khi hắn khiêu chiến được yêu vương, sau đó lại dùng nước sinh mệnh khống chế. Vậy thì hiệu quả sẽ càng cao hơn. Thế nên Dương Bách Xuyên cảm thấy, dùng cách khiêu chiến là một lựa chọn tốt. Đương nhiên sẽ có nguy hiểm, hơn nữa có thể nguy hiểm sẽ rất lớn, nhưng ngẫm lại, chuyện gì mà không có mạo hiểm. Cho dù hắn có âm thầm dùng nước sinh mệnh để khống chế yêu vương thì vẫn rất nguy hiểm, tương đối mà nói, phương pháp của Chuột Vương chính quang minh chính đại hơn. Sau khi nghĩ ngợi, Dương Bách Xuyên hỏi tiếp, phát động khiêu chiến yêu vương của dãy núi Vạn Yêu là chỉ có thể khiêu chiến một trong 108 tiểu yêu vương, hay là toàn bộ? Chuột Vương đáp, chủ nhân, ở yêu tộc người mạnh là vua, chỉ cần chủ nhân có thực lực, đi khiêu chiến lần lượt 108 tiểu yêu vương, thậm chí là 72 đại yêu vương, tứ đại yêu tôn của bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc cũng được, không có hạn chế. Khua chiêng đánh trống, truyền khắp dãy núi Vạn Yêu, tới khi đó. 108 tiểu yêu vương, 72 đại yêu vương và tứ đại yêu tôn đều sẽ xuất hiện. Chỉ cần viết tên yêu vương muốn khiêu chiến xuống chống trận, gõ trống thì đối phương sẽ biết, yêu vương bị khiêu chiến sẽ tới trước núi chống trận. Chuột Vương nói xong, Dương Bách Xuyên cũng hiểu được quy tắc, hắn trầm ngâm rồi nói, được,
ta biết rồi, còn chuyện gì nữa không? Còn có một việc, trước mắt thì thông tin về tứ đại yêu tôn vẫn chưa được thu thập đủ, thế lực và thực lực của bọn họ quá mạnh, binh sĩ của ta không thăm dò được bao nhiêu, thuộc hạ sẽ đích thân ra khỏi núi để nghe ngóng, xin chủ nhân cho thuộc hạ chút thời gian. Chuột Vương khom người nói. Dương Bách Xuyên biết tứ đại yêu tôn của dãy núi Vạn Yêu đều có thực lực, tu vi rất cao thâm, muốn thăm dò cũng không dễ dàng, hắn gật đầu nói, được, ta không thúc giục ngươi chuyện này, nhưng phải nắm chắc, đừng quên chuyện liên quan tới tộc Long Chủng Thanh Ngưu, đi đi. Rõ, thuộc hạ cáo lui, thông tin về 108 tiểu yêu vương và 72 đại yêu vương đều ở trong ngọc giản, chủ nhân mở ra xem là được. Dứt lời, phong ấn thần hồn cũng tiêu tan. Trong lòng Dương Bách Xuyên bắt đầu tính toán, rốt cuộc có nên tiến hành phương pháp khiêu chiến thu phục yêu vương hay không. Hắn ngồi xuống, linh thức tiến vào trong ngọc giản, xem qua một lượt về thông tin của 108 tiểu yêu vương và 72 đại yêu vương. Việc tuyển chọn đệ tử của yêu y quán đã được tiến hành với khí thế hừng hực. Chỉ trong một tháng, số lượng yêu tộc tới báo danh đã đạt tới 1.000, Dương Bách Xuyên hạ lệnh dừng đăng ký. Hắn định chỉ thu nhân 10 đệ tử là được, không nghĩ tới số yêu tộc tới báo danh lại vượt qua sức tưởng tượng. Tương đương với việc chọn ra 10 đệ tử trong 1.000 đệ tử của yêu tộc, tỷ lệ xác suất nhỏ tới đáng thương. Dừng ghi danh, tiến hành phân đoạn tuyển chọn tiếp theo. Hôm nay, Dương Bách Xuyên ngồi ở yêu y quán tiếp tục xem bệnh, bên tai vang lên tiếng ồn ào, hắn nhíu mày hỏi đá đả tiên, thạch đầu, ra xem bên ngoài xảy ra chuyện gì. Ồn ào như thế ra thể thống gì? Đá đả tiên chạy ra ngoài, một lát sau, đá đả tiên và Hùng Bất Nhị cùng bước vào. Dương Bách Xuyên nhìn thấy vẻ mặt Hùng Bất Nhị thì biết có chuyện rồi, hắn hỏi, Bất Nhị, chuyện gì xảy ra vậy? Dương Đại Ca, là tộc quả đen của núi Hắc Ô, thiếu chủ bọn họ tới báo danh, còn có cả tiểu yêu vương dẫn hậu bối tới, nhưng chúng ta đã kết thúc báo danh rồi, bọn họ không cam chịu nên làm ầm ĩ. Tộc quả đen, Dương Bách Xuyên ngẩn người, trong đầu hắn xuất hiện một trong 108 tiểu yêu vương, kể từ khi yêu y quán chiêu mộ đệ tử. Đây là lần đầu tiên có thế lực tiểu yêu vương tới báo danh, trước kia toàn là tiểu yêu tộc không đáng nhắc tới, hoặc là tán yêu. Đúng vậy, chủ nhân, tộc Cụa Đen là một trong 108 thế lực của tiểu yêu vương, nhưng lại xếp hạng cuối cùng. Vốn dĩ tộc này chỉ là Cụa Đen yêu bình thường, nhưng sau đó xuất hiện một Cụa Đen vương tôn vương sơ cấp, từ đó bước vào 108 thế lực của tiểu yêu vương, có được địa vị vượt xa yêu tộc bình thường trong dãy núi Vạn Yêu. Còn có vài thế lực tiểu yêu vương khác dẫn thanh niên đồng lứa nhà mình đến yêu y quán, Dương Đại Ca, có cần ta đá bọn họ ra ngoài không? Hiện tại Hùng Bất Nhị đã coi yêu y quán trở thành nhà của mình, làm chuyện gì cũng nghĩ đến yêu y quán đầu tiên. Nếu không phải Dương Bách Xuyên quy định không thể dễ dàng gây hấn với dãy núi Vạn Yêu, Hùng Bất Nhị đã ra tay từ lâu. Từ tin tức của Chuột Vương, Dương Bách Xuyên cũng biết rõ về thân phận của Hùng Bất Nhị. Tộc Gấu Đen đúng là tộc lớn trong dãy núi Vạn Yêu. Tộc Gấu Đen của Hùng Bất Nhị là một trong 72 tộc yêu vương, thuộc về thế lực đứng đầu, là một trong 4 thế lực dưới trướng tứ đại yêu tôn. Nghe thấy Hùng Bất Nhị nói vậy, Dương Bách Xuyên lắc đầu cười nói, không vội, chúng ta đi ra ngoài xem thế nào đã, ta muốn nhìn xem thế lực của mấy tiểu yêu vương này muốn làm gì. Dương Đại Ca, người không biết chứ, trong số 108 thế lực tiểu yêu vương, có một số vô cùng kiêu ngạo và tộc Cụa Đen chính là một trong số đó. Ỷ vào bản thân là loài chim bay nên rất kiêu ngạo, ngài đừng nên đi thì hơn, ta đi ra đá bay bọn họ là được. Hùng Bất Nhị nói. Bất Nhị, chúng ta mở quán tuyển đệ tử, nếu không xử lý tốt, vậy chẳng phải tất cả hình tượng và danh dự mà chúng ta tích lũy từ trước là uổng phí. Sau này phải nhớ kỹ, gặp chuyện không thể hấp tấp. Bất Nhị đã nhớ, Dương Đại Ca yên tâm. Được rồi. Đi theo ta ra ngoài xem thế nào. Sau đó hai người cùng đi ra ngoài. Ngoài cửa Vân Môn yêu y quán. Không được, ta lặn lội vạn dặm xa xôi đến đây, các người nói không tuyển mà được à, chuyện này không công bằng. Đúng vậy, nếu hôm nay không cho chúng ta một đáp án vừa lòng, chúng ta sẽ không đi. Hừ, một y quán nhỏ cũng dám từ chối ta, có biết ta chính là thế lực của 108 tiểu yêu vương không, ở địa giới dãy núi Vạn Yêu này. Ai dám làm ta bẽ mặt? Gọi chủ quán ra đây. Ngươi là cái thá gì? Chủ nhân nhà ta là ai mà ngươi muốn gọi ra là ra? Thanh Ngưu tức giận nói. Không khí căng thẳng, chạm vào là nổ.
Cũng may đúng lúc này Dương Bách Xuyên lên tiếng, đại hùng, lùi ra. Thanh Ngưu dùng đá huyễn yêu bắt trước ra hình dạng hùng tộc, cho nên Dương Bách Xuyên gọi hắn ta là đại hùng, trước khi chưa giải quyết được tứ đại yêu tôn, thân phận của Thanh Ngưu không thể công khai. Chủ nhân, Thanh Ngưu nhìn thấy Dương Bách Xuyên đi ra, lùi sang một bên, hắn ta biết Dương Bách Xuyên sẽ có cách giải quyết. Dương Bách Xuyên nghe rất rõ cách ăn nói ngang ngược của các thế lực yêu vương, cái gì mà lặn lội đường xa vạn dặm đến đây, thật ra chỉ là cái cớ, tin tức Vân Môn yêu y quán tuyển nhận đệ tử truyền ra hơn nửa tháng, sao lại không biết được chứ? Chẳng qua muốn đến nhìn mà thôi. Hay nói đúng hơn bọn họ đang quan sát yêu y quán của hắn có bản lĩnh hay không? Thậm chí Dương Bách Xuyên còn suy đoán có lẽ ngay từ ban đầu các thế lực của dãy núi Vạn Yêu không đặt yêu y quán vào mắt, sau khi danh tiếng thần y của hắn lan xa, lúc này mới biết đến, cuối cùng mới cho các đệ tử đến báo danh. Thật ra Dương Bách Xuyên cảm thấy đây là chuyện tốt, chứng tỏ Vân Môn yêu y quán và danh tiếng thần y của hắn được các thế lực lớn ở dãy núi Vạn Yêu tán thành. Nhưng Dương Bách Xuyên lại chán ghét cái thái độ kiêu ngạo không coi ai ra gì của đám yêu quái kia. Làm hắn nhớ lại cảnh tượng gặp mặt người của chín thánh địa lớn, lỗ mũi đều hướng lên trời, không coi ai ra gì. Dương Bách Xuyên lạnh lùng hỏi, vài vị đến từ đây. Một thanh niên da đen như người châu Phi, trên đầu không phải tóc mà là lông chim, lạnh lùng nói, ngươi là tiểu yêu phương nào. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, nói thầm, đồ ngu, dám làm màu với ta. Ngươi muốn ra vẻ, vậy ta cho ngươi ra vẻ thoải mái. Tại hạ bất tài. Ta là quán chủ của Vân Môn yêu y quán. Dương Bách Xuyên nói. Hừ, thanh niên da đen nói, ngươi chính là quán chủ của yêu y quán này, đúng lúc lắm, đây là thiếu chủ của núi Hắc Ô chúng ta, nghe nói yêu y quán các ngươi muốn tuyển nhận đệ tử, thiếu chủ của chúng ta là kỳ tài ngút trời, thừa tư cách làm đệ tử của ngươi. À, núi Hắc Ô chính là một trong 108 yêu vương, hôm nay đặc biệt đưa thiếu chủ của chúng ta đến tiểu y quán này học y. Đám người các ngươi thật vô lễ, lại dám không cho chúng ta báo danh. Còn có chúng ta là tộc Linh Miêu trong 108 yêu vương, có thanh niên tài tuấn trong tộc muốn đến học y ở y quán của các ngươi, nhanh cho ta gia nhập yêu y quán. Lão giả tự xưng là tộc Linh Miêu chỉ vào ba Linh Miêu trẻ tuổi bên cạnh, nói. Dương Bách Xuyên nheo mắt nhìn, người đến có ba thế lực yêu vương, hai thế lực vô cùng kiêu ngạo, chính là tộc Cụa Đen và tộc Linh Miêu. Chỉ còn lại một tộc đứng yên không nhúc nhích, người đến là một mỹ phụ mặc xiêm y năm màu, phía sau là hai nữ tử dịu dàng. Bọn họ vẫn luôn đứng xem, không nói gì, hắn cũng không nhìn ra sự kiêu ngạo không coi ai ra gì từ trong mắt bọn họ. Trong ba thế lực, so với hai thế lực trước, Dương Bách Xuyên càng cảm thấy hứng thú với ba yêu tộc mặc xiêm y năm màu kia. Hùng Bất Nhị đứng bên cạnh, như nhìn ra thắc mắc của Dương Bách Xuyên, truyền âm giải thích, Dương Đại Ca. Ba người không nói chuyện kia cũng là một trong các thế lực của 108 tiểu yêu vương, bản thể là chim gõ kiến. Mặc dù huyết mạch của tộc chim gõ kiến loãng, nhưng lại rất được chào đón trong số 108 thế lực tiểu yêu vương. Tộc này có một thiên phú đặc biệt là rất nhạy cảm với các loại sâu, có thể bắt được chính xác các con sâu xâm nhập hoa cỏ cây cối. Rất nhiều thế lực yêu tộc đều có linh dược viên, đa số sẽ đi mời tộc chim gõ kiến để xử lý nạn sâu bệnh ở linh dược viên. Cho nên tộc chim gõ kiến có quan hệ rất rộng, phần lớn các tộc đàn sẽ nể mặt tộc chim gõ kiến, hơn nữa trong cuộc náo loạn vừa rồi, ba chim gõ kiến kia cũng không ồn ào. Dương Bách Xuyên gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, nghe Hùng Bất Nhị nói xong cũng có chút ngạc nhiên. Trên thực tế, người địa cầu đều không xa lạ gì với chim gõ kiến, từng được học trong sách giáo khoa tiểu học, chim gõ kiến chính là bác sĩ của giới động vật, bắt sâu trên cây, đào kẽ răng cho cá sấu. Hắn không ngờ ở tu chân giới thật sự có tộc chim gõ kiến, còn là nửa bác sĩ của yêu tộc. Nhìn mỹ phụ trung niên và hai nữ tử nũng nịu phía sau nàng ta, trong lòng Dương Bách Xuyên đã có lựa chọn. Đúng lúc này, tên Quạ Đen chán ghét kia lại kêu gào, này! Ngươi có ý gì hả? Rốt cuộc có thù thiếu chủ của tộc chúng ta hay không? Đúng vậy, có cho hay không, nói một câu, một tiểu yêu mà thôi, đừng cho mặt lại không cần. Tiếp theo là tộc Linh Miêu lên tiếng. Dương Bách Xuyên nhíu mày nói, chỉ là 108 tiểu yêu vương mà thôi, ta chướng mắt, chỉ bằng đám dưa vẹo táo nứt các người cũng muốn đi theo ta học y. Cửa sổ cũng không có, cút đi. Ngươi, gan chó cũng lớn đấy. Một bóng đen xuất hiện, yêu khí nổi lên, tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Ngay sau đó yêu quái của tộc Quạ Đen và tộc Linh Miêu ngã xuống mặt đất. Quạ Đen và tộc Linh Miêu ăn nói vô lễ với Dương Bách Xuyên, Hùng Bất Nhị cảm nhận được sự phản cảm của Dương Bách Xuyên với bọn họ, lập tức hiểu ý của Dương Bách Xuyên, ra tay đánh bỏ yêu quái của hai tộc Quạ Đen và Linh Miêu. Thứ chó má, dám quấy rối yêu y quán, cút, nơi này do Hùng gia này che chở. Gào, Hùng Bất Nhị hóa thành bản thể, nổi giận gầm lên. Yêu quái của hai tộc Quạ Đen và Linh Miêu vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy bản thể của Hùng Bất Nhị, tộc Gấu Đen chính là đại yêu tộc nằm trong 72 đại yêu vương. Hơn nữa từ hơi thở của Hùng Bất Nhị, bọn họ biết được đối phương là cấp tôn vương, còn bọn họ chỉ là tiểu yêu quái, biết lần này đã phải ván sát. Vội vàng bò dậy, hoảng sợ dẫn tộc nhân rời đi. Mộc Thanh Hoa của tộc chim gõ kiến nhìn thấy thái độ cứng rắn của yêu y quán, nói không tuyển nhận là không tuyển nhận. Thậm chí còn có cả người của tộc Gấu Đen, bọn họ liền biết không còn hy vọng, nàng ta nhìn về phía hai người phía sau, gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, tộc Gõ Kiến cũng coi như là nửa bác sĩ của dãy núi Vạn Yêu, không lẽ các ngươi không muốn học tập y thuật tinh vi hơn sao? Mộc Thanh Hoa quay đầu nhìn thấy quán chủ yêu y quán đang mỉm cười nói chuyện với mình, vốn dĩ cho rằng không còn hy vọng, ai ngờ trước khi đi quán chủ lại lên tiếng. Mộc Thanh Hoa lấy lại tinh thần, cực kỳ vui sướng, vội vàng bước lên một bước, nói, nô gia tên là Mộc Thanh Hoa, bái kiến quán chủ. Đầu tiên Mộc Thanh Hoa khom người hành lễ với Dương Bách Xuyên, sau đó nói với hai hậu bối bên cạnh, Ngọc Trân, Ngọc Linh, nhanh cảm ơn quán chủ. Đừng cảm ơn quá sớm, giữ các ngươi lại, cho các ngươi một cơ hội bởi vì các ngươi không càn quấy vô lễ không coi ai ra gì như hai tộc kia, cũng nghe nói tộc chim gõ kiến của các ngươi tinh thông thuật ngự trùng. Nếu học y, chắc chắn sẽ có thiên phú hơn các yêu tộc khác. Còn việc có thể ở lại yêu y quán hay không, ta còn phải nhìn xem thiên phú của các ngươi, nếu không đạt, cuối cùng ta cũng không nhận các ngươi. Đi thôi, đi vào kiểm tra với ta, nếu có thể thông qua, ngươi sẽ trở thành đệ tử của yêu y quán, ta cũng sẽ truyền thụ y thuật cho các ngươi. Mặc dù Dương Bách Xuyên không nhận ngay, nhưng Mộc Thanh Hoa đã cảm thấy đây là một vinh dự quá lớn. Ở trong mắt Mộc Thanh Hoa, Dương Bách Xuyên thật sự là một yêu quái rất có cá tính, hơn nữa có một người của tộc Gấu Đen ở đây, kiên định bảo vệ quán chủ yêu y quán nhìn tu vi hơi nhỏ yếu này, hiển nhiên quán chủ yêu y quán không phải hạng người đơn giản. Quan trọng hơn, thân là nửa bác sĩ của yêu tộc, Mộc Thanh Hoa biết rất rõ, hiểu y đạo, chữa bệnh cứu yêu ở thành Vạn Yêu, có thể chữa khỏi được các loại bệnh, y thuật của yêu y quán này cao siêu đến mức nào. Ban đầu tộc chim gõ kiến cũng không để ý đến vân môn yêu y quán. Sau khi biết được tin yêu y quán muốn thu đệ tử, lúc này mới làm bọn họ chú ý đến. Sau đó bắt đầu điều tra yêu y quán, điều tra xong, thật sự làm bọn họ kinh ngạc cảm thán. Quán chủ vân môn yêu y quán Dương Bách Xuyên chính là tộc Linh Dương của dãy núi Vạn Yêu, lúc trước từng bái sư một vị cao thủ vô cùng cường đại, sau khi học thành tài trở về dãy núi Vạn Yêu mở yêu y quán ở thành Vạn Yêu. Quan trọng hơn, trong quá trình điều tra, tộc chim gõ kiến phát hiện. Từ lúc mở yêu y quán đến giờ, chữa vô số bệnh lớn nhỏ, nhưng yêu y quán chưa bao giờ thất bại. Sau đó yêu vương của tộc chim gõ kiến làm nàng ta dẫn theo hai tiểu công chúa đến đây bái sư học y. Tộc chim gõ kiến có thể trở thành một trong 108 thế lực tiểu yêu vương, không chỉ bởi vì bọn họ có một tiểu yêu vương cấp tôn vương, còn bởi vì tộc của bọn họ là nửa bác sĩ của yêu tộc. Cho nên vương của tộc chim gõ kiến mới muốn đưa hai nữ nhi có thiên phú không tồi đến đây bái sư học y. Mộc Thanh Hoa vân lệnh vua mang theo hai tiểu công chúa đến đây bái sư, nhưng không ngờ lúc bọn họ đến, yêu y quán đã dừng báo danh. Nửa đường còn gặp phải tộc Quạ Đen và Linh Miêu, sau khi đến đây, hai tộc này dùng thái độ tự cao tự đại, cho nên hoàn toàn không được gặp quán chủ yêu y quán Dương Bách Xuyên. Mộc Thanh Hoa lại biết bọn họ đến cầu người khác. Nên không ăn nói vô lễ như hai tộc kia, chỉ yên tĩnh đứng một bên. Mộc Thanh Hoa không lên tiếng, bởi vì tộc của bọn họ có tính cách hiền hòa, hơn nữa qua điều tra, bọn họ biết được bối cảnh của yêu y quán không đơn giản, ngoài tra được Hùng Bất Nhị ra, bọn họ còn điều tra được yêu y quán và đại tổng quản con tê tê của khu Đông Thành Vạn Yêu có quan hệ mật thiết. Đứng sau lưng con tê tê là đại yêu tôn Độc Nhãn Giao Long Phương Đông, một trong bốn đại yêu tôn dãy núi Vạn Yêu. Tộc chim gõ kiến không thể trêu vào. Cho nên Mộc Thanh Hoa không muốn xen vào hai tộc kia, kết quả tộc Gấu Đen thật sự nhảy ra, hơn nữa còn là Hùng Bất Nhị cấp tôn vương, thiếu chủ của tộc Gấu Đen.
Quả đen và Linh Miêu chọc tức quán chủ Dương Bách Xuyên, bị quán chủ từ chối không thu, còn bị Hùng Bất Nhị trấn áp. Mộc Thanh Hoa cũng không muốn gây chuyện, nếu yêu y quán không cần người, vậy đành phải dẫn hai công chúa trở về. Ai biết trước khi rời đi, quán chủ Dương Bách Xuyên lại lên tiếng gọi lại, mặc dù nói muốn kiểm tra hai tiểu công chúa, nhưng Mộc Thanh Hoa biết cơ hội lớn đã đến. Nếu làm kiểm tra, không tộc nào trong dãy núi Vạn Yên có thể thắng được tộc chim gõ kiến bọn họ. Đi vào yêu y quán, sau khi Dương Bách Xuyên ngồi xuống, nhìn chằm chằm hai nữ tử nũng nịu của tộc chim gõ kiến, nói các ngươi nói cho ta thuộc tính của linh dược. Lão Đại Ngọc Trân nói, linh dược trên thế gian có hai thuộc tính chính, hoặc chia thành 5 loại thuộc chính chính kim mộc thủy hỏa thổ, hoặc chia thành linh dược biến dị, ví dụ như lôi băng. Dương Bách Xuyên âm thầm gật đầu, gần như trả lời đúng các thuộc tính của linh dược, rất tốt, thảo nào có được danh hiệu nửa bác sĩ của dãy núi Vạn Yêu. Tiếp theo hỏi muội muội Ngọc Linh, người nói cách phân rõ độc tính linh dược. Vâng quán chủ. Ngọc Linh há mồm nói lưu loát một đống lớn. Dương Bách Xuyên càng nghe càng vừa lòng, hai mắt sáng rực, sau đó kiểm tra một hỏi một đáp với hai tỷ muội, trong một canh giờ, ngoại trừ một vài câu hỏi tương đối lạ, tri thức về linh dược của hai tỷ muội làm Dương Bách Xuyên lau mắt nhìn. Được rồi, lần kiểm tra cuối cùng, nếu các ngươi làm được, ta sẽ thu nhận các ngươi làm đệ tử chính thức của yêu y quán. Dương Bách Xuyên muốn nhìn xem thiên phú ngự trùng của bọn họ. Dứt lời, hai tỷ muội Ngọc Trân và Ngọc Kinh vô cùng vui sướng, nhưng sau đó lại rất lo lắng. Vui là nếu qua, Dương Bách Xuyên sẽ trực tiếp nhận bọn họ làm đệ tử chính thức, buồn là không biết bài kiểm tra cuối cùng sẽ là gì. Cho nên hai tỷ muội và Mộc Thanh Hoa rất khẩn trương. Lúc này Dương Bách Xuyên nói với Hùng Bất Nhị, đến đây. Dương Bách Xuyên mỉm cười, vung tay lên lấy ra hai con sâu nhỏ từ trong không gian hồ Càn Khôn, vứt vào hai cánh tay thô to của Hùng Bất Nhị, sau đó là tiếng kêu gào của Hùng Bất Nhị. Hùng Bất Nhị không đề phòng Dương Bách Xuyên, hắn ta tận mắt nhìn thấy từ đầu ngón tay Dương Bách Xuyên bắn ra hai con sâu màu đỏ, chớp mắt đã chui vào cánh tay mình. Tuy rằng là gấu yêu hùng mạnh nhưng Hùng Bất Nhị trời sinh đã sợ con sâu nhỏ đó tận xương, lập tức la oai oái. À, Dương đại ca ngươi làm gì thế? Dương Bách Xuyên vỗ tay nhếch miệng cười, đừng lo lắng, không có việc gì đâu, thân thể ngươi cường tráng, mượn làm thí nghiệm lát. Nói xong, Dương Mỗ nói với hai tỷ muội Mộc Ngọc Trân và Mộc Ngọc Linh, dùng thiên phú của các ngươi bắt con sâu kia ra khỏi cánh tay hắn ta, nhưng mà phải giảm thiểu thương tổn xuống mức thấp nhất, đồng thời không làm hại sâu, bắt đầu đi. Chờ Dương Bách Xuyên nói xong, người đầu tiên nở nụ cười là Mộc Thanh Hoa. Tiếp đến là hai tỷ muội Mộc Ngọc Trân và Mộc Ngọc Linh, sắc mặt ba vị chim gõ kiến đều hiện lên vẻ kỳ quái, ngơ ngác nhìn hắn. Cảnh này khiến Dương Bách Xuyên khó hiểu, hắn tưởng thử thách khó khăn quá nên bổ sung thêm, như vậy đi, ta biết cái này khá khó với các ngươi, cho phép sâu chết, thế nào? Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, Hùng Bất Nhị cười khổ, Dương đại ca, thiên phú của tộc chim gõ kiến người ta là bắt sâu đấy, cái thử thách này của ngươi với các nàng không khác gì bữa sáng, ha ha. Khụ, Dương Bách Xuyên không tin, liếc mắt sang hai tỷ muội Mộc Ngọc Trân và Mộc Ngọc Linh. Quả nhiên, nhìn kỹ thì trên mặt bọn họ không hề có vẻ căng thẳng, ngược lại còn mỉm cười nhẹ nhàng. Hai tỷ muội vừa cười vừa bước tới hai bên trái phải Hùng Bất Nhị, nắm lấy cánh tay tráng kiện của hắn ta. Trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Bách Xuyên, chỉ thấy hai tỷ muội từng người cầm cánh tay Hùng Bất Nhị lên, ngay sau đó tay các nàng tỏa ra ánh sáng màu trắng ngà. Chưa đến ba hơi thở, hai tỷ muội đã dừng lại, mở tay ra, trên lòng bàn tay từng người xuất hiện một con sâu màu đỏ. Thoáng chốc Dương Bách Xuyên trợn tròn mắt, tức là trong khoảng thời gian ba hơi thở, hai tỷ muội Mộc Ngọc Trân và Mộc Ngọc Linh đã lấy con sâu trong cánh tay Hùng Bất Nhị ra ngoài mà không bị thương một chút nào. Thậm chí Dương Bách Xuyên còn không nhìn rõ các nàng hành động như thế nào, chỉ thấy họ nắm lấy cánh tay Hùng Bất Nhị, mấy nhịp thở đã lấy ra rồi. Cánh tay Hùng Bất Nhị không hề đổ máu. Không có miệng vết thương, hai con sâu trong lòng bàn tay Mộc Ngọc Trân và Mộc Ngọc Linh cũng sống nhăn răng không tổn hao gì. Dương Bách Xuyên đành phải quy bản lĩnh này cho thiên phú của tộc chim gõ kiến. Đúng là bác sĩ ngoại khoa trời sinh, nghĩ đến đây, hắn biết hôm nay nhất định phải thu phục bọn họ. Nếu có thể, hắn sẽ giữ toàn bộ tộc chim gõ kiến lại bên người, ngày sau thành lập một thế lực cường đại như thánh địa hoặc lúc đánh nhau với mấy kẻ địch hùng mạnh, có tộc chim gõ kiến. Lại thêm thần ma y điển hắn truyền thụ, ắt sẽ trở thành đồng đội chữa bệnh dưới trướng mình.
Dương Bách Xuyên nhìn hai tỷ muội Mộc Ngọc Trân và Mộc Ngọc Linh bằng ánh mắt lấp lánh, tốt, tốt lắm, nói lời giữ lời, từ giờ trở đi, ta thu hai tỷ muội làm đệ tử truyền thừa y đạo, các ngươi có bằng lòng không? Nghe vậy, Mộc Thanh Hoa bên cạnh chấn động, tuy tu vi nàng ta không phải cấp bậc tôn vương nhưng cũng chỉ cách đại yêu một bước. Thân là muội muội của yêu vương tộc chim gõ kiến, Mộc Thanh Hoa xem như là đại yêu trí thức đầy mình. Đương nhiên vô cùng rõ ràng bốn chữ truyền thừa y đạo trong lời Dương Bách Xuyên có nghĩa là gì. Truyền thừa của mỗi một vị cường giả đều dành cho đệ tử thân truyền, tuy nói y đạo của Dương Bách Xuyên chỉ truyền lại cho hai vị tiểu công chúa nhưng cũng vậy, địa vị không khác gì đệ tử thân truyền. Thứ tộc chim gõ kiến muốn chính là cái này, đối với các nàng như vậy cũng đủ rồi. Nàng ta lập tức kích động nhắc nhở hai tiểu công chúa, Ngọc Trân, Ngọc Linh, còn không mau quỳ xuống bái sư. Hai tiểu công chúa tộc chim gõ kiến cũng phản ứng lại, lập tức quỳ xuống, sư phụ, đệ tử Mộc Ngọc Trân, đệ tử Mộc Ngọc Linh, kính sư phụ. Hai tỷ muội làm đại lễ ba lạy chín dập với Dương Bách Xuyên. Dương Mỗ thản nhiên tiếp nhận đại lễ của Mộc Ngọc Trân và Mộc Ngọc Linh, sau đó lên tiếng, đứng lên đi, ngày thường vi sư cũng không câu nệ tiểu tuyết, nếu đã quyết định thu nhận tỷ muội các ngươi thì nhất định sẽ phụ trách. Có điều nói đi cũng nói lại. Nếu các ngươi đã là đồ đệ của ta thì phải tôn sư trọng đạo, ngày sau ở bên cạnh vi sư cũng phải gần gũi thân thiết với các đồng môn. Dương Bách Xuyên lưu loát nói một tràng, kèm theo một ít quy củ đơn giản rồi mới bảo, được, những gì cần thiết vi sư đã chỉ hết rồi, về chuyện vân môn, sau này vi sư sẽ giải thích. Kể từ hôm nay, hai tỷ muội các ngươi phải đi theo ta chăm chỉ nghiên cứu y đạo, tạo phúc lành cho muôn dân. Ngọc Trân, Ngọc Linh xin nghe sư phụ dạy bảo. Ngày sau nhất định sẽ một lòng đi theo sư phụ học tập y đạo. Hai tỷ muội nũng nịu trả lời. Lễ bái sư đơn giản xem như hoàn thành. Dương Bách Xuyên cũng rất vui vẻ, hắn thu nhận hai tỷ muội Mộc Ngọc Trân và Mộc Ngọc Linh đương nhiên là có suy xét, đồng thời cũng xem trọng thiên phú bắt sâu và giác ngộ thượng thừa trên y đạo của bọn họ. Thần ma y điển mà sư phụ truyền thụ cho hắn là kết tinh của y thuật từ thời thượng cổ. Là đại truyền thừa, có thể tìm được người sở hữu thiên phú thích hợp cũng là chuyện may mắn. Đương nhiên Dương Bách Xuyên không có tư tưởng lỗi thời hay có thành kiến với Mộc Ngọc Trân và Mộc Ngọc Linh thân là yêu tộc, với hắn mà nói, có thể truyền thừa thần ma y điển mới là chuyện quan trọng nhất. Chấm. Bái sư xong, Dương Bách Xuyên cười nói, tìm muội các ngươi đã trở thành đệ tử của ta, nay vi sư cũng không chuẩn bị lễ vật gì, ngày sau sẽ bổ sung cho các ngươi. Chẳng qua. Tuy hôm nay vi sư không có lễ vật thực chất nhưng có thể hứa với tộc chim gõ kiến một chuyện, sau này tộc chim gõ kiến xuất hiện y giả nào đều có thể trực tiếp tiến vào yêu y quán của vân môn ta mà không cần qua tuyển chọn. Yêu y quán luôn luôn mở cửa với tộc chim gõ kiến. Đa tạ thần y, đa tạ thần y. Mộc Thanh Hoa khom người cảm ơn, nàng ta biết lời hứa cho phép tộc nhân của tộc chim gõ kiến học tập y đạo có ý nghĩa như thế nào. Đệ tử đa tạ sư phụ. Mộc Ngọc Trân và Mộc Ngọc Linh cũng vội vàng cảm tạ. Không cần cảm ơn, người một nhà. Dương Mỗ cười ha ha, chỉ có hắn mới biết thật ra là mình chiếm hời, có mở đầu này, hắn tin tưởng sớm muộn gì cũng sẽ thu nạp hết tộc chim gõ kiến vào dưới trướng. Ngay sau đó, Mộc Thanh Hoa trở tay lấy ra một vật, thứ đó tỏa ra ánh sáng ngà ngà, trông giống một cái kìm, dài tầm một thước, vô cùng bén nhọn, toàn thân óng ánh, rất đẹp mắt. Nhìn kỹ. Thế mà lại là bản thể cái mỏ của chim gõ kiến. Dương Bách Xuyên buồn bực, Mộc Thanh Hoa lấy vật này ra làm gì? Chỉ nghe Mộc Thanh Hoa nói, hôm nay thần y thu nhận hai tiểu công chúa của tộc ta làm đồ đệ, đồng thời mở cửa sau, ta thay mặt cho vương và toàn bộ tộc nhân vô cùng cảm kích ngài. Đây là bản thể cái mỏ của một vị lão tổ cấp bậc thiên yêu đã tạo hóa, tên hồn thiên trùy, không có công dụng gì khác, tuy nhiên với việc truy bắt các loại sâu trùng trên thế gian này tuyệt đối không kém. Hơn nữa hồn thiên trùy còn vô cùng có tác dụng với các loại sâu ký sinh trong cơ thể hoặc dị vật khác, hôm nay xin tặng lại cho thần y, mong ngài nhận lấy tấm lòng của tộc ta. Mộc Thanh Hoa vừa nói vừa dâng hồn thiên trùy lên, tim Dương Bách Xuyên đập thình thịch, không nghĩ tới thế mà lại là mỏ chim gõ kiến cấp bậc thiên yêu. Xét từ ý nghĩa nào đó thì bản thể của yêu tộc chính là bảo vật, huống hồ còn là đồ của đại yêu cấp bậc thiên yêu. Nghe ý Mộc Thanh Hoa. Cái hồn thiên trụy này chính là thiên phú bắt sâu của tộc chim gõ kiến. Nói không rung động là giả, từ lúc bắt đầu Dương Mỗ tính kế tộc chim gõ kiến là vì muốn thu bọn họ vào dưới trướng mình mà. Nháy mắt Mộc Thanh Hoa đã dâng bảo bối hồn thiên trụy của tộc lên, nói thật, trong lòng Dương Mỗ lúc này hơi áy náy.
thế nhưng hắn thật sự rất muốn món bảo bối này. Ánh mắt Dương Bách Xuyên khẽ chớp lóe, cuối cùng vẫn nhận lấy, trong lòng lại tự an ủi, ngày sau ta nhất định sẽ tận tâm truyền thụ y đạo cho tộc chim gõ kiến để đền bù. Hắn nghĩ thế nhưng ngoài miệng vẫn nói, đây là bảo bối của tộc ngươi, tặng cho ta không được tốt lắm nhỉ. Không được, xin thần y nhất định phải nhận lấy. Thật ra, với tộc ta mà nói, ý nghĩa của hồn thiên trụy nằm ở kỷ niệm là nhiều, nhưng nếu tặng cho thần y thì chẳng khác nào có thêm khả năng bật sâu, xét về mặt nào đó thì cũng có tác dụng chữa bệnh, tức là tạo phúc cho yêu chúng của dãy núi Vạn Yêu, suy cho cùng thì cũng là có chốn dừng chân tốt đẹp. Ta tin tổ tiên hẳn cũng sẽ đồng ý với quyết định này, kính mong thần y hãy nhận lấy cho. Trong đầu Mộc Thanh Hoa lúc này chỉ còn lại mỗi câu nói từ giờ về sau, yêu y quán sẽ luôn mở rộng cửa chào đón tộc nhân tộc chim gõ kiến của Dương Bách Xuyên. Vì sợ hắn đổi ý, đồng thời cũng muốn cảm ơn ý tốt của hắn, nàng ta mới lấy hồn thiên trụy ra tặng cho hắn. Bằng không lòng Mộc Thanh Hoa sẽ cảm thấy không yên, không hiểu tại sao họ Dương nào đó lại đối xử tốt với tộc chim gõ kiến các nàng tới vậy. Chuyện này, nếu đã thế, ta đành mặt dày nhận lấy vậy. Vừa nói, Dương Mỗ vừa vung tay, bắt lấy hồn thiên trụy. Xúc tu lành lạnh lại mang tới cảm giác vô cùng thoải mái. Hắn cảm nhận được quả thật hồn thiên trụy là một bảo bối cực tốt, quan trọng nhất là nó có khả năng chóc trùng của tộc chim gõ kiến mà hắn nhìn chúng, trong lòng hắn lúc này khoái chí lắm. Sau khi tặng lễ xong, Mộc Thanh Hoa rời đi, trên mặt hiện rõ vẻ kích động. Bước chân cũng nhanh hơn để trở về bẩm báo lại với Yêu Vương rằng Dương Bách Xuyên rất quan tâm tới tộc chim gõ kiến, còn hai tỷ muội Mộc Ngọc Trân và Mộc Ngọc Linh thì ở lại. Hiện tại, đôi tỷ muội này đã chính thức trở thành đệ tử của Yêu Y Quán. Về phần những thí sinh trúng tuyển khác, Dương Bách Xuyên sai Thanh Ngưu và Hùng Bất Nhị đi chọn, ai phù hợp điều kiện thì nhận. Chỉ một đợt nhận đệ tử bão táp của Yêu Y Quán đã giúp Yêu Y Quán ngoài sáng trong tối thu về vô số báu vật quý hiếm. Cộng thêm thu nhập từ lúc khai trương đến nay của Yêu Y Quán, dù chưa đầy một năm nhưng chỉ xét xương xương yêu tinh tệ thượng phẩm thôi đã là 200.000 rồi, đấy là chưa tính các loại bảo bối quý hiếm vào đâu. Tóm lại, hiện tại họ Dương nào đó lại một lần nữa phát tài, chắc chắn có thể nuôi sống ngé con. Nhắc tới ngé con thì từ khi nó chui vào bình càn khôn, nuốt chừng mất 3 giọt nước sinh mệnh thì lập tức tiến vào trạng thái tiến hóa huyết mạch, đến tận bây giờ vẫn còn chưa tỉnh lại. Về hành động kế tiếp, sau khi cân nhắc hồi lâu, Dương Bách Xuyên sẽ lên núi Chiến Cổ, đánh chống trận, gửi lời khiêu chiến tới 108 tiểu yêu vương ở dãy núi Vạn Yêu. Hiện tại thì chỉ có cách này là tương đối ổn định lại có thể nhanh chóng thu phục hết toàn bộ yêu vương mà thôi, hay nói đúng hơn thì khá là an toàn. Chẳng mấy chốc mà Dương Bách Xuyên đã tới thành Vạn Yêu được một năm. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ mở Yêu Y Quán, hắn không còn làm chuyện gì khác nữa. Nhưng rõ ràng mục đích ban đầu khi tiến vào thành Vạn Yêu của hắn là để đào tạo nên một thế lực siêu cấp với nền móng chính là các yêu vương của dãy núi Vạn Yêu. Ngoài ra còn có lời hứa giải cứu tộc nhân tộc Châu Xanh và giành lấy bảo tàng của tộc Châu Xanh với Thanh Ngưu nữa. Mà mục đích sau cùng của tất cả chuyện này chính là để chống lại các thánh địa thù địch. Dương Bách Xuyên biết bản thân không thể nào bị vây mãi ở Thái Hoang, hắn còn muốn ra ngoài độ kiếp, muốn quay về tinh thần môn. Rồi đi xem thử người thân và bạn bè ở Sơn Hải giới đã đến hay chưa. Tóm lại, hắn có rất nhiều chuyện cần làm, hơn nữa còn phải quay về trái đất để thăm vợ con cũng như cha mẹ đã tới trái đất trước, chẳng biết sau đó họ có về lại Sơn Hải giới không nữa. Thế nên hắn không tính đợi, mà định sẽ đánh một hồi chống trận để khiêu chiến với các yêu vương ở dãy núi Vạn Yêu. Và cuộc chiến này sẽ bắt đầu từ 108 tiểu yêu vương. Về phần đâu là mục tiêu thứ nhất thì Dương Bách Xuyên quyết định sẽ nhắm tới tộc quả đen trước. Lý do là khi còn ở Yêu Y Quán, hắn đã từng làm tộc quả đen và tộc Linh Miêu mất hết mặt mũi, đồng thời thể theo những gì Dương Bách Xuyên quan sát được thì hắn đã bị hai tộc này ghi hận. Nếu đã vậy, chỉ bằng chọn tộc quả đen làm kẻ đầu tiên để khai đao, sau đó thì tới tộc Linh Miêu, dù sao cũng đã đắc tội rồi nên tính ra cũng chẳng sao cả. 108 tiểu yêu vương, 72 đại yêu vương, thậm chí là cả 4 yêu tôn đứng đầu dãy núi Vạn Yêu cũng đều là mục tiêu của hắn, nên đương nhiên mới mở màn thì phải chọn quả hồng mềm mà bóp rồi. Dựa theo tình báo của Chuột Vương thì người có thực lực cao nhất trong số 108 tiểu yêu vương của dãy núi Vạn Yêu chính là Tôn Vương Sơ Cấp, mà Tôn Vương Sơ Cấp lại tương đương với Đại Thừa Sơ Kỳ của con người. Hiện, ngoài mặt thì tu vi của Dương Bách Xuyên có vẻ đang là độ kiếp sơ kỳ,
nhưng thật ra với thực lực tổng hợp của mình, hắn hoàn toàn có thể chiến thắng tiểu yêu vương có thực lực tôn vương sơ cấp. Vì chân khí trong cơ thể đã được nén hết cỡ thành làn xương, nên nhìn có vẻ loãng nhưng thật ra đã hơn xa kẻ cùng cảnh giới. Ngoài ra, bên cạnh các loại thần thông để tu luyện, trong tay hắn còn có kiếm đồ long, pháp trượng vạn linh cũng như đủ loại pháp khí phụ trợ khác, thế nên hắn tin chắc bản thân có thể đấu lại tiểu yêu vương có tu vi tôn vương sơ cấp. Trên thực tế, kế hoạch của Dương Bách Xuyên không phải là đi khiêu chiến hết một lượt mà chỉ cần trong 108 tiểu yêu vương có hơn một nửa chịu cúi đầu thần phục thì hắn hoàn toàn có thể sử dụng bạo lực để cưỡng chế thu phục các thế lực còn lại. Có nước sinh mệnh trong tay, không sợ trả trước không nổi. Hơn nữa bên cạnh hắn bây giờ đã có Tử Hoàng, thực lực của nàng ta có thể nói là trên tôn vương dưới thiên yêu, ngoài ra còn có một tôn vương đại viên mãn, tức chuột vương, đến lúc đó chỉ cần dùng vũ lực thôi cũng đủ thắng rồi. Thế nên mục đích Dương Bách Xuyên đi khiêu chiến từng người là để chắn ăn hơn mà thôi. Hôm ấy, dưới sự hướng dẫn của Xuyên Sơn Giáp, Dương Bách Xuyên lên đường đi đến núi chiến cổ của thành Vạn Yêu. Từ xa nhìn lại, cả tòa núi chiến cổ chẳng khác nào một chiếc trống trận. Sau khi đến nơi, hắn đi thẳng lên đỉnh núi, tính ra núi chiến cổ không quá cao, nhưng lại cực kỳ rộng lớn, nhìn chung thì nó trông như một khoảng sân bằng đá với đường kính hơn 10 dặm. Được tung hô là quảng trường khổng lồ có thể chứa tới 100.000 yêu chúng và trên đỉnh của ngọn núi là một cái trống bằng đá. Ước lượng sơ bộ thì trống lớn bằng đá đó có đường kính tầm 100 mét, mang theo cảm giác thăng trầm của lịch sử, quanh thân trống có khắc rất nhiều ký hiệu yêu tộc phức tạp. Ngoài ra, ngay chính giữa mặt trống là vô số yêu văn, thoạt nhìn rất giống tên. Dương Bách Xuyên đứng bên dưới cái trống trận, hỏi Xuyên Sơn Giáp, yêu văn bên trên trống trận là gì thế? Bẩm chủ nhân, đó chính là tên của 108 tiểu yêu vương, 72 đại yêu vương và 4 yêu tôn mạnh nhất hạ. Tên của yêu vương H.O. nằm ở hàng dưới cùng, chỉ cần dùng yêu lực đánh vào tên của yêu vương H.O. thì tiếng trống trận sẽ lập tức vang vọng khắp cả dãy núi Vạn Yêu. Đến lúc đó, yêu vương H.O. sẽ biết có người khiêu chiến mình, nếu đồng ý thì phải về núi chiến cổ. Hơn nữa, sau khi tiếng trống vang lên, 108 tiểu yêu vương, 72 đại yêu vương, 4 yêu tôn mạnh nhất và thậm chí là toàn bộ yêu tộc ở dãy núi Vạn Yêu đều sẽ hay tin, và bình thường thì tất cả các thế lực đều sẽ tập trung về đây xem. Xuyên Sơn Giáp giải thích. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ ý đã biết, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên cái trống trận bằng đá trước mặt. Không hiểu sao hắn luôn có cảm giác cái trống trận này không hề tầm thường, bản tính tò mò trỗi dậy, hắn bèn sử dụng càn khôn nhãn để quan sát, sau đó phát hiện xung quanh cái trống được bao phủ bởi một luồng yêu lực to lớn. Hơn nữa nó còn xông thẳng tới tận trời, trông cực kỳ đồ sộ. Dù đã quan sát bằng càn khôn nhãn nhưng hắn vẫn không thể nhìn thấu trống trận, chỉ biết rằng quanh trống trận có một luồng yêu lực to lớn che phủ mà thôi. Hắn nghĩ thầm trong lòng xem ra trống trận bằng đá này không hề đơn giản, sau đó thật sự không kiềm được mà hỏi, người cái trống trận này có lai lịch thế nào không? Trong mắt Xuyên Sơn Giáp tràn ngập vẻ say mê, nói, bẩm chủ nhân. Đúng là trên đời này không có ai có thể kể rõ lịch sử của cái trống này, đồn rằng từ cái trống này đã tồn tại từ thời hằng cổ. Cũng có người bảo thật lâu về trước, dãy núi Vạn Yêu từng được cai quản dưới tay thần thú, nó được tôn là chủ nhân Vạn Yêu, đó cũng là lý do mà dãy núi Vạn Yêu này có tên như vậy. Theo truyền thuyết thì trống trận bằng đá này chính là một bảo vật do chủ nhân Vạn Yêu luyện chế, quy định được đặt ra là trong số 108 tiểu yêu vương, 72 đại yêu vương. Và 4 yêu tôn mạnh nhất, dù là ai lên làm vương thì cũng phải khắc tên lên trống trận, chỉ khi có tên trên trống trận thì mới chân chính gia nhập thế lực của yêu vương. Điều thần kỳ ở đây là dù các thế lực đại yêu vương của dãy núi Vạn Yêu có thay đổi cỡ nào thì tên khắc trên trống trận cũng sẽ thay đổi theo, nếu muốn khiêu chiến toàn bộ yêu vương đương thời thì nhất định phải đánh vang trống trận. Tóm lại, chiếc trống trận này chính là biểu tượng chính thống của các yêu vương ở dãy núi Vạn Yêu. Là món đồ của chủ nhân Vạn Yêu. Chiếc trống này thật sự rất thần kỳ, dù có phơi nắng dầm xương cỡ nào cũng không hề có dấu hiệu phong hóa. Càng nghe Xuyên Sơn Giáp nói, Dương Bách Xuyên càng thêm tò mò về nguồn gốc của cái trống bằng đá này. Sau khi nghe thấy 4 chữ chủ nhân Vạn Yêu, trái tim hắn không khỏi rung lên, trong đầu bỗng xuất hiện hình ảnh của ngé con. Theo lời kể của Xuyên Sơn Giáp thì cách đây rất lâu trở về trước, chủ nhân của dãy núi Vạn Yêu chính là thần thú, có điều không biết là loại thần thú nào. Liệu có phải ngé con hay không? Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên quay sang Tử Hoàng cũng đang quan sát trống trận, hỏi Tử Hoàng,
người có biết thần thú cai trị dãy núi Vạn Yêu thuở xưa thuộc loài nào không? Dương Bách Xuyên phát hiện, từ khi Tử Hoàng leo lên núi Chiến Cổ cho đến lúc nhìn thấy trống trận, hai mắt nàng ta vẫn luôn lóe sáng lấp lánh. Nghe thấy câu hỏi của hắn, Tử Hoàng lập tức trả lời, biết chứ. Chỉ hai từ ngắn ngủi nhưng lại khiến Dương Bách Xuyên nghe mà sững sờ. Lý do hắn hỏi Tử Hoàng là vì Tử Hoàng chính là người, hay nói đúng hơn là yêu của thời đại trước, có lẽ nàng ta sẽ biết được gì đó. Loài nào, Dương Bách Xuyên nhìn về phía Tử Hoàng. Đây là chuyện của thời đại trước, thật ra đừng nói là dãy núi Vạn Yêu, mà cả Thái Hoang hồi đó cũng chỉ là một phần của yêu giới mà thôi, và chủ nhân thống trị Thái Hoang chính là vua thần thú, tộc Kỳ Lân, Tử Hoàng từ tốn trả lời. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên trợn trừng hai mắt nhìn nàng ta, đám Xuyên Sơn Giáp và Hùng Bất Nhị đứng bên cạnh cũng để lộ vẻ mặt khiếp sợ. Ở thời đại trước, cả Thái Hoang chỉ là một phần của yêu giới thôi sao? Đúng là tin chấn động mà. Tử Hoàng là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử tộc chuột yêu ngũ hành, cũng là người duy nhất xưng vương. Cũng là người có thể sánh ngang với tiên tôn tiên giới ở thời đại trước. Mặc dù Dương Bách Xuyên không biết tại sao nàng ta lại chôn mình trong mộ lớn, dùng thi thể của con cháu đời sau để mạnh hơn, còn khiến chuột vương suýt bị hiến tế sống, cuối cùng còn lợi dụng tinh huyết của chuột vương để niết bàn sống lại lần nữa. Nhưng may mắn chuột vương gặp phải Dương Bách Xuyên, nếu không kết cục của chuột vương là bị Tử Hoàng cắn nuốt. Dùng nước sinh mệnh của Dương Bách Xuyên thay thế tinh huyết của chuột vương, nước sinh mệnh của Dương Bách Xuyên không chỉ cứu sống chuột vương, thậm chí còn giúp huyết mạch của chuột vương tiến hóa. Ở trong mắt Dương Bách Xuyên, Tử Hoàng là một cường giả, cũng là một sự tồn tại nguy hiểm, cũng là một lão quái vật sống vô số năm tháng. Với vấn đề hơi cổ xưa này, chắc chắn Tử Hoàng biết, quả nhiên. Tử Hoàng vừa mở miệng là làm người chấn động. Không chỉ biết, còn nói ra một câu kinh thiên động địa, Thái Hoàng chính là một phần của yêu giới. Sửng sốt một lúc lâu, Dương Bách Xuyên mới lên tiếng hỏi, ngươi. Ngươi nói cả Thái Hoàng từng là một phần của yêu giới. Tử Hoàng gật đầu nói, đúng vậy, 60 vạn năm trôi qua, các ngươi không biết rất nhiều chuyện của thời đại trước, nhưng ta lại là người chứng kiến. Ở thời đại trước, tiên giới không chỉ có tiên nhân tộc, cũng có yêu tiên, từng người hình thành một hệ thống. Ở tu chân giới, sinh linh bước vào con đường tu đạo với mục đích phi thăng thành tiên. Nhưng đến tiên giới thì lại khác, sinh linh ở tu chân giới có theo đuổi của riêng mình, sinh linh ở tiên giới cũng có theo đuổi riêng của tiên giới. Và sự theo đuổi này đã dẫn đến một kiếp nạn lớn, cũng vì nguyên nhân này ta mới ngủ say để niết bàn, để có ngày hôm nay. Đồng thời, lúc trước Thái Hoàng cũng từng là một phần của yêu giới, nhưng vì sự theo đuổi của sinh linh tiên giới, làm cho Thái Hoàng bị tách rời khỏi yêu giới, rơi xuống tu chân giới hiện tại. Nói đến đây, trong mắt Tử Hoàng hiện lên sự cô đơn, không nói tiếp nữa. Nhưng Dương Bách Xuyên lại bị khơi gợi sự tò mò, hỏi tức là Thái Hoàng hiện tại bị tách ra từ tiên giới. Hay nói cách khác, tiên giới cũng có địa bàn của yêu tiên, được gọi là yêu giới. Thậm chí có thể nói một vài sinh linh bản thổ của Thái Hoàng cũng đến từ tiên giới. Tử Hoàng gật đầu nói, cũng có thể nói như vậy, nhưng ở tiên giới không phải đều là tiên, hơn nữa yêu tộc ở Thái Hoang chính là hậu duệ của một vài yêu tộc cường đại ở yêu giới. Thời gian càng lâu huyết mạch càng loãng, đến bây giờ, sợ rằng còn không bằng nhân tộc tu chân giới. Vậy, mục tiêu theo đuổi của sinh linh tiên giới mà ngươi nói là gì? Dương Bách Xuyên hỏi. Tử Hoàng liếc nhìn Dương Bách Xuyên, nghiêm túc nói, chủ nhân, ngươi không nên biết vấn đề này thì tốt hơn. Biết xong cũng không tốt lành gì, cũng rước thêm rắc rối, bước vào tiên giới, ngươi sẽ tự hiểu. Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt, nghe Tử Hoàng nói chuyện sao lại giống giọng điệu của sư phụ vậy, nhưng cũng biết Tử Hoàng nói thật, nàng ta không muốn nói, hắn cũng không hỏi nhiều. Sau đó nói, được rồi, đối với ta, việc của tiên giới vẫn còn quá xa xôi, ta không hỏi, chúng ta trở lại chuyện chính, ngươi nói về chuyện của trống trận và Vạn Yêu chi chủ đi, chắc có thể nói về cái này chứ. Tử Hoàng hơi mỉm cười nói, tất nhiên có thể. Thật ra chủ nhân của Thái Hoang, thậm chí là Vạn Yêu chi chủ, trên danh nghĩa đều là Kỳ Lân Vương. Kỳ Lân chính là vương giả của yêu tộc, dù ở tu chân giới hay tiên giới, Kỳ Lân đều là vương của yêu tộc. Ở thời đại trước, Kỳ Lân Vương theo đuổi đã chọc giận sự tồn tại không thể tưởng tượng, dẫn đến tai họa của yêu giới, cuối cùng vì giữ lại một phần hậu duệ yêu tộc đã dùng pháp lực tuyệt thế chia lìa một góc của yêu giới, cuối cùng tách xuống tu chân giới. Hình thành Thái Hoàng hiện tại.
Trống trận chính là chí bảo của Kỳ Lân Vương, là một tiên khí tuyệt thế, trống trận vang lên, vạn yêu hội tụ, chỉ cần trống trận vang lên, bất cứ yêu tộc nào cũng phải nghe lệnh kêu gọi của Kỳ Lân. Tất nhiên đây là ở thời đại trước, thứ này thật sự có năng lực hiệu lệnh vạn yêu, cũng có một tên gọi khác là Kỳ Lân Cổ, không phải tộc Kỳ Lân thì không thể dùng. Có câu nói Kỳ Lân đánh trống, vạn yêu thần phục, đáng tiếc tộc Kỳ Lân đã diệt vong ở thời đại trước, huyết mạch vốn đã thưa thớt, hiện tại lại càng không có Kỳ Lân, cũng không còn ai có thể sử dụng được Kỳ Lân chống trận. Dương Bách Xuyên nghe xong, sắc mặt càng thêm cổ quái, vô thức sờ lên đồ án hồ càn khôn trên tay trái, thật ra hắn cũng rất muốn nói một câu, lúc này trong hồ càn khôn có một con thần thú Kỳ Lân. Trăm triệu không nghĩ đến chống trận này chính là đồ của ngé con nhà hắn, nói cách khác tộc Kỳ Lân chính là vạn yêu chi chủ. Nếu là vậy, miệng của người nào đó sắp chảy nước miếng. Để ngé con ra đánh chống trận, tức là có thể làm cho cả dãy núi vạn yêu, thậm chí yêu tộc trong thái hoang thần phục. Hiện tại hắn là chủ nhân của ngé con, tương đương hắn sẽ trở thành vạn yêu chi chủ. Nghĩ đến đây, người nào đó kích động phát run. Tử Hoàng và Hùng Bất Nhị nhìn thấy sắc mặt của Dương Bách Xuyên đỏ ửng, thân thể hơi run, còn tưởng rằng hắn bị làm sao. Hùng Bất Nhị vội vàng hỏi, Dương đại ca, ngươi làm sao vậy? À, ta không sao, chẳng lẽ nói nghĩ đến ngé con nên hắn quá kích động. Dương Bách Xuyên coi Hùng Bất Nhị là bạn, cũng cho Hùng Bất Nhị một giọt nước sinh mệnh. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên không định cho Hùng Bất Nhị dùng nước sinh mệnh. Nhưng do thú ngũ hành nói lỡ miệng nên Hùng Bất Nhị biết được huyết mạch của Thanh Ngưu và thú ngũ hành tiến hóa, truy hỏi mãi mới biết được Dương Bách Xuyên cho bọn hắn dùng giọt nước gì đó. Cho nên Hùng Bất Nhị tìm Dương Bách Xuyên cũng muốn một giọt, bởi vì hắn ta cũng muốn tiến hóa huyết mạch, đối với yêu tộc, tiến hóa huyết mạch là chuyện quan trọng nhất, ý nghĩa nhất, không yêu tộc nào có thể chống cự được sức quyến rũ của việc tiến hóa huyết mạch. Nhưng Dương Bách Xuyên biết sau khi dùng nước sinh mệnh, sống chết của Hùng Bất Nhị sẽ nằm trong tay hắn, đây là chuyện hắn không muốn. Nhưng hắn cũng biết đối với yêu tộc, tiến hóa huyết mạch quan trọng đến thế nào, cho nên sau khi Hùng Bất Nhị đưa ra yêu cầu, Dương Bách Xuyên không giấu giếm, nói thẳng hậu quả sau khi dùng nước sinh mệnh cho Hùng Bất Nhị, để Hùng Bất Nhị lựa chọn. Kết quả Hùng Bất Nhị không hề nghĩ ngợi, nói, không sao, ta đã coi ngươi là huynh đệ từ lâu, ta tin tưởng ngươi sẽ không thao túng ta. Bởi vì sự tin tưởng của Hùng Bất Nhị, Dương Bách Xuyên cho Hùng Bất Nhị một giọt nước sinh mệnh, mặc dù không làm tu vi của hắn ta đột phá lên Tôn Vương trung cấp, nhưng cũng vì huyết mạch tiến hóa, tu vi của hắn ta đã đạt đến Tôn Vương sơ cấp đỉnh phong. Huyết mạch tăng lên là chuyện sớm hay muộn. Cho nên hiện tại Hùng Bất Nhị đã biết chuyện của Dương Bách Xuyên, nhưng sẽ không nói ra ngoài. Hùng Bất Nhị và con Tê Tê không nghĩ nhiều, chỉ có Tử Hoàng lại phát hiện ra gì đó. Nhưng cũng không hỏi nhiều. Dương Bách Xuyên cũng không định nói suy nghĩ trong lòng mình ra, chỉ liếc nhìn ám chỉ Thanh Ngưu. Chỉ có mấy người Thanh Ngưu và thú ngũ hành biết chuyện của ngé con, nhưng hôm nay chỉ có Thanh Ngưu đến núi chống trận. Nhìn thấy ánh mắt của Dương Bách Xuyên, Thanh Ngưu hiểu ra ngay, thật ra sau khi Tử Hoàng nhắc đến Kỳ Lân, Thanh Ngưu cũng đã nghĩ giống như Dương Bách Xuyên, hiện tại Dương Bách Xuyên không muốn để mấy người Tử Hoàng biết chuyện của ngé con, Thanh Ngưu cũng sẽ không nói. Dương Bách Xuyên thử hỏi Tử Hoàng, có phải chỉ cần là Kỳ Lân thì có thể thúc giục Kỳ Lân cổ hay không? Tử Hoàng cũng không nghĩ nhiều, cũng sẽ không nghĩ đến chuyện ngé con hoặc nói cách khác Dương Bách Xuyên sẽ có một thần thú Kỳ Lân con ở trong không gian hồ càn khôn, nói theo lý mà nói, chỉ cần là thần thú Kỳ Lân thì đều có thể thúc giục được Kỳ Lân chống trận. Nhưng cho dù là Kỳ Lân, nhưng nếu sức mạnh Kỳ Lân không đủ, cũng không thể thúc giục Kỳ Lân cổ đúng không? Hỏi xong. Dương Bách Xuyên nhìn Tử Hoàng với sự mong chờ. Đúng vậy, thần thú cũng có mạnh yếu, nếu là ấu thú Kỳ Lân, không thức tỉnh huyết mạch Kỳ Lân sẽ không thể thúc giục được Kỳ Lân chống trận. Tử Hoàng nhìn Dương Bách Xuyên với ánh mắt nghiền ngẫm. Dương Bách Xuyên nghe xong có hơi mất mát, nhưng hắn cũng nghe ra được, thật ra Tử Hoàng cũng không xác định Kỳ Lân con có thể thúc giục chống trận hay không. Dương Bách Xuyên bình tĩnh lại suy nghĩ, thật ra cho dù ngé con có thể thúc giục Kỳ Lân cổ, tạm thời cũng không trông cậy vào được, bởi vì sau khi cắn nuốt ba giọt nước sinh mệnh, ngé con đang trong quá trình tiến hóa huyết mạch, không biết khi nào mới có thể thức tỉnh. Bản thân hắn có thể làm thần thú như ngé con đi theo chính mình đã là một cơ duyên lớn, làm người không thể quá tham lam. Sau khi nghĩ thông suốt, Dương Bách Xuyên lập tức đánh một tiếng trống khiêu chiến với Hắc Ô Yêu Vương. Tiếng trống trận vang lên.
M thanh du dương truyền khắp bốn phía. Chủ nhân cần phải đánh 9 lần liên tiếp, đại biểu khiêu chiến. Con TT nhắc nhở. Dương Bách Xuyên nghe xong, vận chuyển chân khí đánh 8 lần liên tiếp. Thùng thùng thùng. 9 tiếng trống vang. Đại biểu Dương Bách Xuyên khiêu chiến Hắc Ô Yêu Vương. Tiếng trống du dương vang xa bốn phía, truyền khắp dãy núi Vạn Yêu. Cả dãy núi Vạn Yêu đều nghe thấy tiếng trống trận, tất cả yêu tộc đều nghe thấy 9 tiếng trống, biết có yêu quái muốn khiêu chiến yêu vương. Lấy lại phản ứng đầu tiên là các yêu quái trong thành Vạn Yêu, tò mò bước lên núi trống trận, sau khi đến đỉnh núi mới phát hiện là quán chủ yêu y quán Dương Bách Xuyên khiêu chiến Hắc Ô Yêu Vương trong 108 tiểu yêu vương. Các yêu quái bị kinh sợ, có vài yêu quái từng đến khám ở chỗ Dương Bách Xuyên, có lòng khuyên can, thần y, nếu không bỏ qua. Yêu tộc có thể đứng trong 108 tiểu yêu vương đều không phải hạng người đơn giản. Đúng vậy thần y, hay là bỏ đi. Đủ loại lời khuyên vang lên, Dương Bách Xuyên đều nhận, dù sao đều là lòng tốt nhưng không có một yêu quái nào coi trọng hắn. Nhưng cũng có thể hiểu được, ở trong mắt các yêu quái này, hắn chỉ là một tiểu yêu còn chưa đạt đến tôn vương sơ cấp. Hắc Ô Yêu Vương lại là yêu quái tôn vương sơ cấp, nhiều nhất thì hắn giỏi về y thuật, nhưng về tu vi lại cách Hắc Ô Yêu Vương vạn dặm, không thể so sánh, cho nên các yêu quái đều có lòng khuyên ca. Dương Bách Xuyên cười nói, cảm ơn lòng tốt của các vị. Bây giờ ta đã gõ xong chống trận, không đổi ý được, hơn nữa làm yêu quái vẫn phải có chút theo đuổi, ước mơ của ta là khiêu chiến yêu vương, bây giờ cũng coi như theo đuổi ước mơ của mình, ha ha, các vị đừng quá lo, đứng xem là được. Đừng mà thần y, Hắc Ô Yêu Vương kia chính là tôn vương sơ cấp, thần y à. Ngươi có thể chờ Hắc Ô Yêu Vương đến rồi nhận sai, chắc Hắc Ô Yêu Vương cũng không làm khó ngươi. Đúng vậy, thần y, chúng ta đều không muốn ngươi xảy ra chuyện. Các yêu quái thi nhau khuyên can Dương Bách Xuyên đừng khiêu chiến vượt cấp, đều tán thành việc Dương Bách Xuyên nhận sai với Hắc Ô Yêu Vương. Nhưng Dương Bách Xuyên sẽ làm vậy sao? Đáp án là sẽ không. Hơn nữa mặc dù đối phương là tiểu yêu vương tôn vương sơ cấp nhưng hắn lại không hề lo lắng, bây giờ mới là bắt đầu mà thôi. Mỉm cười xin miễn lòng tốt của các yêu quái. Các yêu quái thấy Dương Bách Xuyên đã quyết ý nên không cũng nhiều lời, chỉ thở dài Dương Bách Xuyên to gan. Tiếng trống trận truyền khắp dãy núi Vạn Yêu, càng ngày càng nhiều yêu quái chạy đến núi trống trận. Cùng lúc đó, 108 tiểu yêu vương, 72 đại yêu vương, thậm chí là thế lực của tứ đại yêu tôn đều nghe thấy tiếng trống trận, ngoại trừ yêu quái đang bế quan, tất cả những yêu quái còn lại đều bay về phía núi trống trận. 9 tiếng trống vang lên, tất cả yêu vương ở dãy núi Vạn Yêu đều biết có yêu tộc nào đó đang đưa ra lời khiêu chiến với yêu vương, đây là chuyện lớn. Đã hơn 3.000 năm rồi, tiếng trống trên núi trống trận chưa vang lên, lần cuối cùng vang lên là lúc tứ đại yêu tôn vây giết tộc Long Chủng Thanh Ngưu. Nhưng đó không phải là tiếng trống khiêu chiến mà là tiếng trống cầu cứu của tộc Long Chủng Thanh Ngưu. Đáng tiếc ích lợi của tộc Thanh Ngưu ở thành Vạn Yêu quá lớn, không chia sẻ cho 108 tiểu yêu vương và 72 đại yêu vương nên không có thế lực nào ra tay cứu viện. Bây giờ hơn 3.000 năm trôi qua, tiếng trống trận lại vang lên lần nữa. Nhưng lại khác hoàn toàn lúc trước, lần này là tiếng trống khiêu chiến. Nên các yêu vương đều biết có yêu quái to gan muốn khiêu chiến với yêu vương. Mặc dù không biết yêu vương bị khiêu chiến là ai, chỉ có yêu vương bị khiêu chiến mới biết được, nhưng các yêu vương bị khiêu chiến đều chấn kinh. Mọi người đều biết đã có yêu quái dám khiêu chiến yêu vương một lần thì sẽ có lần hai, lần ba. Đây là tín hiệu khiêu chiến với các yêu vương lớn nhỏ, liên lụy đến tất cả yêu vương bọn họ. Mấy ngàn năm trôi qua, các thế lực yêu vương gần như đã ôm thành đoàn, trói buộc nhiều ích lợi chung với nhau. Lần này tiếng trống trận bị gõ vang tức là đang nhằm vào thế lực yêu vương bọn họ, đối với bọn họ đây không phải là tin tức tốt, một đám yêu vương ngồi không yên, cùng rời khỏi đỉnh núi đi đến núi trống trận ở thành Vạn Yêu để xem, muốn nhìn xem yêu quái nghịch thiên nào dám khiêu chiến với yêu vương. Hắc Ô Yêu Vương nghe thấy tiếng trống trận, phát hiện có yêu quái khiêu chiến hắn ta. Điều này làm cho hắn ta tức nổ phổi. Mấy ngày trước vừa bị một tiểu yêu quái ở yêu y quán làm mất mặt mũi, đang nghĩ cách dạy bảo yêu y quán kia, cơn tức này chưa tan, hôm nay lại bị yêu quái khiêu chiến, thực sự làm hắn ta cực kỳ tức giận. Vừa tức giận, Hắc Ô Yêu Vương cũng vừa chột dạ, hắn ta biết thực lực của mình chỉ ở tầm trung trong 108 tiểu yêu vương. Yêu quái có thể khiêu chiến hắn ta, có lẽ cũng hiểu biết hắn ta, nếu đã vậy, chắc chắn tu vi sẽ không bình thường.
nhỡ may thực lực của đối phương cao hơn hắn ta thì phải làm sao? Không có khả năng không ứng chiến, tiếng trống trận đã vang lên, không đi không được, quan trọng hơn tiếng trống trận đã truyền khắp dãy núi Vạn Yêu, tất cả yêu tộc đều đã biết, nếu hắn ta không đi sẽ trở thành trò cười, các yêu quái dưới trướng cũng sẽ không phục, đến lúc đó còn thống trị một núi kiểu gì. Cho nên bắt buộc phải đi, không thể không đi. Mang theo cơn tức giận vô hạn cùng sự bất đắc dĩ trong lòng, Hắc Ô Yêu Vương dẫn yêu binh đi đến núi trống trận. Cùng lúc đó, tứ đại yêu tôn Đông Tây Nam Bắc cũng đã chạm trán. Người đến đầu tiên là yêu tôn Phương Đông, Độc Nhãn Giao Long. Trong tầng mây tối tăm mù mịt, một giao long màu đen dài hơn 100 mét, thô to như lu nước, một con mắt bị mù, mang theo yêu khí cuồn cuộn dừng trên đỉnh một dãy núi, hóa thành một người trung niên khoảng 40 tuổi. Đây là đại yêu tôn Phương Đông, Độc Nhãn Giao Long. Ngay sau đó, một con sư tử lông đỏ xuất hiện. Gào! Tiếng gầm rú vang lên, thiên địa biến sắc, cát đá bay mù mịt, cuốn lên cao mười mấy mét, xuất hiện bên cạnh người đàn ông trung niên một mắt, ánh sáng màu đỏ lóe lên, một thanh niên tóc đỏ xuất hiện. Người này là đại yêu tôn Phương Bắc, Huyết Hồng Sư Vương. Ngay sau đó là một con khổng tước hạ xuống, hóa thành một nữ tử trẻ trung, đây là đại yêu tôn Phương Tây, Khổng Tước. Khe khe! Ngay sau đó, trong bụi cây vang lên tiếng kêu thé, cỏ cây lung lay. Lúc này Độc Nhãn Giao Long nói, Thủy Lão Nhị, con mẹ nó xuất hiện đi. Độc Nhãn, người gầm rú cái gì, không phải đã nói chậm một chút sao? Một con rắn hai đầu màu xanh xuất hiện trong bụi cây, dài khoảng mười mấy mét, không quá thô nhưng cũng to hơn đùi người trưởng thành. Con rắn hai đầu màu xanh này chính là đại yêu tôn rắn nước, tọa lạc ở khu vực nước phương Nam. Tứ đại yêu tôn của dãy núi Vạn Yêu hội tụ. Độc Nhãn Giao Long là yêu tôn phương Đông, có xu thế đứng đầu tứ yêu. Hắn ta ngó lờ rắn nước hai đầu được cái, trầm giọng nói, trống trận vang lên. Các ngươi thấy sao? Huyết Sư Vương trầm giọng cất lời, bản tôn thấy chẳng có gì đáng kinh ngạc cả. Trong thành truyền tới tin tức một tiểu yêu khiêu chiến Hắc Ô Nha trong 108 tiểu yêu vương, không đáng nhắc tới. Một trong hai cái đầu của song đầu xà được cái lên tiếng, ai ai cũng biết trống trận của dãy núi Vạn Yêu tượng trưng cho điều gì. Bao đời tương truyền trống trận là đồ của Vạn Yêu chi chủ, thật ra không phải thứ đồ may mắn. Tiếng trống vang lên, chiến tranh nổ ra, đây không phải chuyện đùa đâu. Mặc dù hiện tại không phải là thời thượng cổ, nhưng trống trận là thật. Một tiểu yêu khiêu chiến một tiểu yêu khác chẳng có gì to tát, đây là truyền thống của dãy núi Vạn Yêu từ xưa đến nay. Điều mấu chốt là trống trận vang lên. Các ngươi nói xem, đây có phải là dấu hiệu gì không? Trống trận vang lên không phải điềm lành. Chưa nói tới lịch sử xa xưa, chỉ nói tới lần trước. Chúng ta tiêu diệt tộc Long Trùng Thanh Ngưu, trống trận cũng vang lên. Tuy là chúng ta ra tay, nhưng có thể nói là không tốt lành, dù sao tộc Thanh Ngưu cũng tàn đời rồi. Mà lần này, qua hơn 3.000 năm trống trận lại vang lên lần nữa, có tiểu yêu khiêu chiến một tiểu yêu vương của dãy núi Vạn Yêu, thoạt nhìn có vẻ bình thường nhưng thật ra không phải điềm lành. Tóm lại là ta cảm thấy lần này trống trận vang lên khiến lòng người hoảng hốt, các ngươi có cảm giác gì không? Đúng đó, ta cũng hơi lo lắng, vì vậy sau khi trống trận vang lên, ta mới gọi các ngươi đến đây cùng nhau nhìn xem lần này trống trận vang lên liệu có gây ra ảnh hưởng gì quá lớn cho dãy núi Vạn Yêu chúng ta hay không? Độc Nhãn Giao Long nói, mặc kệ hắn là đại yêu hay tiểu yêu gì, ta thấy cứ giết luôn cho xong chuyện, như vậy chẳng phải là không cần lo lắng gì nữa sao? Huyết Sư Vương rừng rưng nói, Huyết Sư Tử à, chúng ta nói hồi lâu cuối cùng lại đàn gảy tai trâu. Đã bảo là lần này trống trận vang lên không phải là bản thân sự việc khiêu chiến tiểu yêu vương, mà là lo lắng dấu hiệu này không phải điềm lành, chúng ta phải cẩn thận mới được. Dưới sự thống trị của bốn người chúng ta, dãy núi Vạn Yêu khá yên bình, đừng để xảy ra chuyện gì khiến chúng ta té đau. Một trong hai cái đầu của song đầu xà cất lời. Cái tên song tính nhà ngươi lại nhảy thế. Ta đã nói rồi, ngọn nguồn là kẻ khiêu chiến, cứ giết là xong, có thể gây ảnh hưởng cỡ nào chứ? Huyết Sư Vương bất mãn nói. Ngươi, song đầu xà giận dữ. Được rồi, đừng cãi nhau nữa, chỉ là trống trận vang lên mà đã khiến các ngươi cãi vã rồi. Ta thấy lần này trống trận vang lên quả thật không phải điềm lành, chúng ta đích thân đi xem thử rồi tính sau. Độc Nhãn Giao Long lên tiếng can ngăn song đầu xà và Huyết Sư Vương cãi vã. Sau đó, Độc Nhãn Giao Long quay sang nhìn Khổng Tước vẫn luôn im lặng nãy giờ,
trên gương mặt nở nụ cười dịu dàng, Khổng Tước muội muội thấy thế nào? Trong tứ đại yêu tôn, Khổng Tước luôn bình tĩnh kiệm lời, nhưng là người tỉnh táo và thông minh nhất. Độc Nhãn Giao Long mạnh mẽ, ngang ngược, thống lĩnh đại cục, đương nhiên hắn ta cũng là người đứng đầu tứ đại yêu tôn. Huyết Sư Vương là kẻ lỗ mãng nhất, trước giờ làm việc luôn lấy bạo chế bạo. Song đầu xà được cái là Thủy Yêu Vương, có lẽ là do nguyên nhân song tính nên khiếm khuyết về tính cách, là kẻ quái đản nhất. Do đó, trong tình huống bình thường, ba người khác thường hay nghe lời Khổng Tước Vương, lời nói của nàng ta lý trí nhất. Khổng Tước Vương nhìn ba yêu khác, các người nói đều có lý cả, nhưng ta cảm thấy bây giờ chúng ta nghĩ nhiều cũng vô dụng. Hơn 3.000 năm trước chúng ta tiêu diệt tộc Long Trùng Thanh Ngưu là để ổn định sự hòa bình của dãy núi Vạn Yêu. Dù sao Thanh Ngưu Vương cũng vì lợi ích mà thu hút nhân tộc tới, về lâu về dài sẽ phá vỡ sự hòa bình của dãy núi Vạn Yêu, vì vậy chúng ta mới hợp sức giết chết Thanh Ngưu Vương, trấn áp tộc Long Trùng Thanh Ngưu. Suy cho cùng cũng là vì lo sợ cục diện yên bình ở dãy núi Vạn Yêu bị phá vỡ mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra ngày càng khó giữ được sự yên bình của dãy núi Vạn Yêu. Chúng ta cứ tưởng rằng trấn áp được tộc Thanh Ngưu là có thể yên bình, nhưng kết quả ra sao? Trước lợi ích, chúng ta vẫn không thể nào cưỡng lại được sức cám dỗ của các loại đan dược, pháp khí mà nhân tộc mang đến, vẫn lựa chọn hợp tác với nhân tộc, dùng thiên tài địa bảo của dãy núi Vạn Yêu chúng ta làm giao dịch với nhân tộc. Cục diện mà tộc Thanh Ngưu tạo ra chẳng những không yếu đi, mà trái lại còn càng lúc càng lớn. Hiện giờ bốn phương Đông Nam Tây Bắc chúng ta đều đang hợp tác với thương hội nhân tộc. Chẳng khác gì tộc Thanh Ngưu năm xưa, suy cho cùng chúng ta làm vậy cũng chỉ vì bản thân mà thôi. Tu đạo mà không đột phá cấp bậc thiên yêu chỉ là huyễn tưởng. Vì vậy ta cho rằng lần này chúng ta cứ thuận theo tự nhiên, đừng có xen vào chuyện tên tiểu yêu kia khiêu chiến tiểu yêu vương, cứ lẳng lặng theo dõi diễn biến thôi. Dù sao cũng khó mà duy trì thế cân bằng ở dãy núi Vạn Yêu được nữa, lần này chúng ta cứ dứt khoát nhìn xem tệ nhất là cục diện gì. Nhân tộc có câu họa phúc đi đôi, lần này tên tiểu yêu kia khiên chiến hắc ô yêu thoạt nhìn giống như khiên chiến quyền uy của dãy núi Vạn Yêu, nhưng ai dám đảm bảo sẽ không mang lại cơ duyên mới chứ? Chúng ta, thậm chí chúng yêu tộc trên cả dãy núi Vạn Yêu đều lắng đọng quá lâu rồi, lắng đọng đến nỗi khi xưa vạn tộc bây giờ chẳng đầy 1.000 tộc. Bốn chúng ta cũng đã dừng lại ở cấp bậc tôn vương đại viên mãn gần vạn năm rồi, cứ thế này mãi thì ngày chết chẳng còn xa. 108 tiểu yêu vương, 72 đại yêu vương, không có yêu vương mới nào ra đời. Cục diện này không phải chuyện tốt, so với nhân tộc, yêu tộc chúng ta phải tiến hóa huyết mạch mới là đại đạo. Nhưng chẳng những chúng ta không tiến hóa huyết mạch mà trái lại còn thụt lùi. Quần thể yêu tộc ở dãy núi Vạn Yêu chúng ta đang lờ mờ có dấu hiệu diệt tộc diệt vong. Nếu không có kỳ ngộ xuất hiện thì cuối cùng chúng ta sẽ biến thành cát bụi. Đừng quên tổ tiên chúng ta là đại năng nức tiếng yêu giới, nhưng dưới đại đạo có là cái thá gì đâu, chẳng phải vẫn phải co đầu rụt cổ trong thái hoang sao? Chống trận là cái gì? Đó là chống trận kỳ lân, là đồ của vạn yêu chi chủ, mặc dù nó là thứ đồ không may mắn nhưng cũng là cơ duyên mới. Trong hơn 3.000 năm, chống trận mới vang lên 2 lần, đây là chuyện trước nay chưa từng có. Hoặc là dấu hiệu cho thấy sau khi phá bỏ cái cũ sẽ là tương lai mới. Vì thế, ta cảm thấy lần này chúng ta đừng can thiệp, chỉ âm thầm quan sát thôi. Theo tin tức từ thành Vạn Yêu truyền về, kẻ khiêu chiến Hắc Ô Nha lần này là một tiểu yêu tộc Linh Dương 1 năm trước đột nhiên tới thành Vạn Yêu, nghe nói là tiểu yêu duy nhất sống sót khi tộc Linh Dương bị tộc sói hoang tiêu diệt. Hắn bái một đại năng nào đó làm sư phụ, sau khi xuất sơn liền tới thành Vạn Yêu mở yêu y quán. Trong 1 năm qua, tiểu yêu Dương Bách Xuyên kia đã khám chữa bệnh cho vô số yêu, chưa từng thất bại. Ở thành Vạn Yêu, hắn nhận được sự tin tưởng của dân chúng trong thành, bây giờ hắn còn dám khiêu chiến một tiểu yêu vương bậc tôn vương sơ cấp. Chỉ xét riêng phần quyết đoán này, không phải yêu tu bình thường nào cũng có. Lần này, ta dự định quan sát, ta muốn nhìn xem chúng ta có còn lối thoát nào hay không. Gần vạn năm qua, huyết mạch của tộc Khổng Tước ta ngày càng thưa thớt. Đây không phải điểm tốt. Để cho dãy núi Vạn Yêu nổi phong ba, thổi bay cát bụi, nghênh đón làn gió mới, đây chưa chắc là chuyện xấu. Các ngươi thấy sao? Khổng Tước Vương nói ra hết những suy nghĩ trong đầu mình, đồng thời bày tỏ thái độ lần này nàng ta không định nhúng tay, cứ để cho mọi chuyện xảy ra, nói không chừng chuyện này sẽ mang đến cơ duyên mới cho dãy núi Vạn Yêu, thậm chí là bốn đại yêu bọn họ. Dù sao bọn họ cũng kẹt ở bình cảnh quá lâu rồi. Độc Nhãn Giao Long nghe xong,
suy tư hồi lâu rồi nói, ta đồng ý. Khổng Tước muội muội nói đúng, huyết mạch của chúng ta không thăng cấp thì chỉ có đường chết, nếu không thể bước vào ngưỡng cửa thiên yêu thì chúng ta chỉ có thể co đầu rụt cổ trong dãy núi vạn yêu, không thể tới nội vực thái hoang và tu chân giới. Ta cũng đồng ý, dù sao ta cũng không muốn co đầu rụt cổ ở đây cả đời, ta muốn tới yêu giới chân chính ngắm nhìn, đó mới là cội nguồn của tổ tiên chúng ta. Hai mắt huyết sư vương sáng lấp lánh. Cuối cùng, ba yêu vương đều nhìn song đầu xà được cái. Từ đầu đến cuối song đầu xà không hóa thành hình người, phun lưỡi rắn nói, ba người các ngươi nhìn ta làm gì? Các ngươi đã đồng ý cả rồi, ta sẽ không phản đối. Nhưng mà, dù sao chúng ta cũng phải đi xem tình hình chứ. Tất nhiên, bản tôn đã chú ý tới tên nhãi mở y quán kia từ lâu rồi, chẳng qua ta chưa đến gặp hắn thôi. Không ngờ chỉ sau một năm ngắn ngủi, hắn lại dám khiêu chiến một tiểu yêu vương, hơn nữa còn là khiêu chiến vượt cấp. Thú vị đấy, nghe nói thuật y đạo của tên nhãi kia cực kỳ xuất sắc, lần này vừa hay bản tôn sẽ đi gặp hắn, để xem hắn có thể chữa khỏi mắt của bản tôn hay không. Độc Nhãn Giao Long thản nhiên cất lời. Ba người khác bất giác nhìn mắt trái của Độc Nhãn Giao Long. Trong mắt hắn ta có một chấm nhỏ, chính là chỗ làm mắt bị mù, cũng là chỗ khiến chúng yêu dãy núi vạn yêu bọn họ cam chịu co đầu rụt cổ trong dãy núi vạn yêu. Được rồi, đã vậy thì chúng ta đi thôi. Khổng Tước đề nghị. Sau đó, tứ đại yêu tôn hóa thành yêu khí, lần lượt bay tới núi Chiến Cổ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 113.